đồ đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Hello chị là Thúy nè, vô like tương tác chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Hôm nay có chân váy len nè, có set len, có đầm len và áo hoodie nữa. Hoodie em về đường ít à. Vô like chấm tương tác lên giúp em liền nha mấy chị ơi. Hello chị Liêm Kim. Rồi vô like tương tác lên liền giùm em nha. Hello chị Phượng Nguyễn nè. Em lên hàng tặng đầu like cho mình trước nè. Rồi vô like tương tác lên giúp em nha mấy chị ơi. Em lên hàng tặng đầu like trước cho mình nha. Em tặng áo hoodie đầu like cho mình nè. Tương tác chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Tặng áo hoodie nè, đẹp lắm lắm luôn. Đây nha. Xinh đẹp 40kg đến 60kg mặc vừa luôn giùm em áo này. Vô like tương tác chia sẻ like lên liền, comment chữ tặng áo giúp em mấy chị ơi. Nhớ giùm em là chia sẻ like ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai nha. Rồi comment lên giùm em chữ tặng áo. Hello chị Bếp Bí Thỏ nè. Chị có áo hay đầm mè kiểu xếp ly trước ngực như cái maxi. Tối gửi cho chị, nếu có thì gửi em nha. Đầm hay kiểu xếp ly trước ngực. À, rồi hiện tại thì không có, đợt sau nếu mà có hàng thì chị báo nha, Ngô Phương Diễm. Rồi áo này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Vô like, tương tác, chia sẻ like, comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Áo hoodie đợt này em về được một ít thôi và giá cũng y như cũ luôn, y như đợt trước luôn nha. Rồi chia sẻ like, comment chữ tặng nhiệt tình lên giùm em. Nhớ giùm em là chia sẻ like ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai nha. Chứ để mình tí hồi em quay game mà được trúng game á, mà kiểm tra không đủ 3 lượt chia sẻ thì cũng không có được tặng, rất là tiếc luôn nha. Rồi mình tranh thủ lên mấy chị ơi. Đầm em mặc là 40kg đến 60kg vừa. Đầm em mặc giá là 120 nha chị Trần Ngọc Hiền ơi. 40kg đến 60kg bầu bì bông chiên thoải mái cho em luôn nè. Dạng form baby doll dáng già que gối. Dạng baby doll dáng già que gối mấy chị ơi. Ai nha, rất là cưng luôn. Lên giùm em là, ủa cái này là đầm nha, đầm 120. Rồi, chia sẻ like hết chưa mấy chị ơi, em chốt hàng tặng được chưa nè. Đây hoodie như thế này nha. Xịn sò siêu đẹp hàng lỉ bông. Cái này em về hàng chắc đợt này đợt cuối quá ha. 40kg đến 60kg vừa luôn giùm em nha. Hoodie thì giá vẫn như cũ thôi. Giá là 85 nhọc áo nha, y như cũ. Rồi tặng áo liền giùm em mấy chị ơi. Chia sẻ like của mình nhật tình giùm em là tặng áo nha. Chuẩn bị em quay tặng cái này cho mình luôn. 40kg đến 60kg mặc vừa giùm em luôn. Rồi chia sẻ like của mình tặng áo nhiệt tình lên giúp em nè mấy chị ơi. Hôm nay nhiều đồ đẹp lắm luôn á. Thứ bảy với chủ nhật tuần này là em nghỉ nha, cho nên là mấy chị chốt đơn mình cố gắng chốt để chiều em gửi hàng luôn, để chiều gửi hàng luôn nha. Thứ bảy chủ nhật em nghỉ, thứ hai mới bán lại, mới la lại. Rồi em bắt đầu chốt luôn nha mấy chị ơi. Nhớ giùm em là mình chia sẻ like ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai. Mấy chị chia sẻ like ở trang cá nhân cũng được, hoặc là ở hội nhóm cũng được, miễn sao đủ 3 lần là được nha. Rồi em chốt luôn nè, rồi em lên hàng. Bắt đầu chốt luôn nha mấy chị ơi. Chốt luôn này. Mời cho nhìn thấy mụn rõ không? Rõ không? Thấy rõ không? Trong like á. Không à, hơn vậy. Rồi đây, quay liền luôn nha mấy chị ơi. Nè em thấy có nhiều chị mới có 2 lần 1 lần nè, là mình tranh thủ liền luôn đi. 3 lần mới hợp lệ nha mấy chị ơi, 2 lần lỡ quay trúng mình thì cũng không được tặng đâu. Nhớ giúp em nha. Hội nhóm cũng được, hoặc là trang cá nhân cũng được, miễn sao đủ 3 lần là được. Rồi đang quay luôn nè mấy chị ơi. Tặng áo nhiệt tình giúp em nha. Chắc em sẽ lên áo hoodie trước nha mấy chị, tại vì hoodie có ít nè, tầm mấy chục cái thôi. Đó em biết ngay luôn mè, chị Thơ Phan nè. Thơ Phan chia sẻ like có 2 lần nè, không được nha chị.
Đây thơ phan trúng nhưng mà chưa sĩ la có hai lần à. Hai lần về con mình 11 lần thì không được nha, em quay lại luôn nè. Em thoát ra em quay lại luôn cho mình. Rồi tương tác chia sĩ la nhiệt tình, chia sĩ la ít nhất là 3 lần ở chế độ công khai mấy chị ơi. Thấy không, trúng mình mà không đủ 3 lần thì đâu có được tặng đâu, rất là tiếc luôn á. Em quay lại cho mình nè. Rồi tặng áo nhiệt tình lên nha mấy chị ơi. Nhìn mi nè, bỏ vô tặng. Ủa, ở trong bị còn cái không? Rồi bắt đầu em quay lại cho mình luôn nha. Phải đủ 3 lần mới được mấy chị ơi. Cái này là em xài cái phần em chơi game trên máy cho nên là máy nó chọn ngẫu nhiên luôn. Chị nào trúng thì chị nào may mắn thì sẽ trúng nha. Nhớ giùm em đủ 3 lần mới được. Rồi hai đứa te vô thơ phen lại nè. Rồi ok thơ phen nha, để coi lần này đủ 3 lần không. Cái này là ý trời nè. Đây. Rồi. Rồi ok nha, đủ 3 lần, comment 19 lần. Rồi nhớ mua hàng kèm theo để bên em gửi chung hàng nha. Tại vì hàng tặng không thì em không có gửi đơn mình được. Rồi bắt đầu lên hàng luôn nha mấy chị ơi. Hay quá không? Hay quá. Rồi cái áo hoodie lên nè. Em lên áo hoodie trước nha mấy chị ơi. Đầm em mặc thì 40kg đến 60kg vừa. Ok thơ fan nè à. 40kg đến 60kg vừa dùm em luôn. Form dài que gối dạng baby doll, bầu bì mấy chị bon chen thoải mái luôn dùm em nha. Đó, bầu bì bon chen thoải mái luôn. Rồi bắt đầu lên áo hoodie trước nha, lên áo hoodie trước rồi sau đó em sẽ lên sau. Rồi bắt đầu lên mẫu luôn. Xin mấy mẫu đầm trên xèo đi không, tua nhanh nha, tại mấy mẫu này đa số đã like hết rồi. 40kg đến 60kg vừa, giá 145. Thơ fan ship chung với Bùi Thu Hiền hả? Đầm mặc là có một màu thôi nha Thùy Dương ơi, đúng một màu. Đầm đi mặc là 120 đúng một màu. Phơm vải bao đẹp luôn, 120.000 nha. Chốt là gì mà đầm 120. Đầm 120 nha mấy chị ơi. Rồi đầm hoa là 145.000, em lên nhanh nha, em sơ qua nhanh. Rồi cái này cho em là mẻ số 1 kìm màu. Mẻ 1 nè, mẻ 1 hoa màu xanh min. Rồi mẻ 1 hoa màu xanh xanh bơ nè. Cái này xanh minh nha, xanh bơ. 75kg không vừa đâu chị, caro đỏ, mẻ 1. Rồi cái này cho em là nơ nha. Nơ, hoa nơ nè, cho em mẻ hoa nơ 40kg đến 60kg vừa 145. Cho em mẻ hoa nơ. Rồi mẻ beo nơ nha mấy chị ơi. Beo nơ 145.000 beo nơ. Rồi cái này cho em là caro đỏ. Caro đỏ 145, caro đỏ nè. Chúc em caro đỏ 145. Rồi bi đen 145.000 bi đen. Đầm em đang dơ lên là từ 40kg đến 60kg vừa hết nha. Giá đập 145.000 đồng giá. Như chị Trần Ngọc. Rồi chốt đó em là hoa đỏ 145.000, hoa đỏ 40kg đến 60kg vừa. Hoa đỏ 145. Rồi lấy em là sọc hồng 145.000 sọc hồng. Phơm vải beo đẹp luôn nha, sọc hồng. Cái này cho em là hoa xanh 145, hoa xanh. Hoa xanh nha. Phát liên mỏng em hết hàng rồi nha Mỹ Trinh ơi. Phát liên mỏng hết hàng rồi. Rồi bắt đầu em lên áo hút đi trước cho mình nè. Áo hút đi. Rồi áo hút đi đẹp ghê luôn á. Đẹp lắm lắm luôn chị ơi. Rồi hút đi là đồng giá 85.000 một áo dùm em nha. 40kg đến 60kg vừa, hàng nỉ bông. Hàng nỉ bông nha mấy chị ơi. Tương tác chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Đây 40kg đến 60kg mình mặc ok vừa giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên giúp em nè. Màu này màu xanh min. Lên em màu xanh min 85.000 xanh min. 85.000 xanh min nha. Lấy xanh min chốt lên giúp em nè. 40kg đến 60kg vừa. Hoa xanh chị đặt quen bóp chua nha chị Lâm Thu Ngân. Để đây luôn rồi em. Không phải không còn không. Hết luôn rồi. Rồi ok chị Lâm Thu Ngân hoa xanh nè. Rồi cái này lên với em là xanh min nha mấy chị ơi. 85.000 áo màu xanh min. Ai lấy xanh min lên em là xanh min nha. 85.000 xanh min. Rồi màu tím nè mấy chị ơi. Lên với em màu tím nha. 85.000 màu tím. 40kg đến 60kg mặc vừa hết giùm em luôn áo hút đi. Ai lấy màu gì mà lên màu đó nha. Tím 85.000, xanh min 85.000, xanh min. Tím 85, xanh min 85 nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi.
Rồi màu này đi màu xanh coban 40kg đến 60kg vừa. Alex xanh coban lên em nha. Hay là em lên đồ len trước nha. Lấy mút đi mấy chị thở quá. Rồi lên với này là xanh coban nha mấy chị ơi, 85.000 xanh coban nha, xanh coban tím xanh min. Xanh coban tím xanh min. Tím mấy chị liên kim. Rồi ai lấy màu gì chốt lên với em nha. Lên len đi mà. Len này em về nhiều loại lắm. Em có về loại hàng cao cấp nữa. Em sẽ lên lộn xộn mẫu cho mình nha. Rồi chi màu xám nè, 85.000. 85.000 xám nha, lấy xám chốt lên. Đồ len đi hơn rồi ok nè. Lên giúp em là xám nha mấy chị ơi, beo đẹp luôn, xám chuột. 85.000 xám chuột 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy xám chuột lên giúp là xám chuột nha. 85.000 xám chuột. Rồi qua đồ len. Chân váy len nha mấy chị ơi. Chân váy len à. Lên đi em đang xem màu mè hơn rồi, tí hồi em tua lại. Rồi chân váy len 40kg đến 60kg mặc vừa giúp em nha mấy chị ơi. Chân váy len dáng dài như thế này nha, 40kg đến 60kg vừa. Chân váy len này nha chị, cao cấp là có đầm với lại xít len. Còn chân váy đây 40kg đến 60kg mà mặc ok vừa dùm em. Cái chân váy len này nha, 40 đến 60kg vừa. Rồi cái này ai lấy mình chốt lên giúp em nè mấy chị ơi. Đen nha. Đen nha mấy chị ơi, giá là 89.000. Chân váy len đen. Ai đen chốt lên chân váy đen 89.000. 89.000 chị Hà Nguyên nè. Chị Hà Nguyên 89.000 như thế không. Rồi mẫu này xỉ phía sau. Rồi lên với em là đen nha. Lên giùm em cái này là mẻ số 1 mấy chị ơi, 89.000 40kg đến 60kg vừa. Lên em là mẻ 1 nha, 89.000 mẻ 1 có xỉ sau, dáng dài. Rồi cái này lên giúp em là mẻ số 1 nha mấy chị ơi, 89.000 mẻ 1. Xuất sắc luôn giùm em nha, rất là xỉn, rất là đẹp như này luôn. Phía sau có xỉ. Lên giùm em nha. Mẻ 1. Ok chị Liên kia một cái đen. À, lấy mẹ một chốt đi, mẹ một nè, xịn đẹp lắm luôn nha. Thanh Vy mẹ một 89.000 Thanh Vy. Rồi đây giùm em nha mấy chị ơi, nút nè, lên em là mẹ nút 95.000 mẹ nút 40kg đến 60kg vừa. 40kg đến 60kg vừa giùm em nha. Lên em mẹ nút nè, 95.000 mẹ nút. Ai lấy chân váy nút chốt lên giúp em nha. Nút lên em là nút nha mấy chị ơi, nút nè. Ai lấy nút mà lên em là nút. 95.000 40kg đến 60kg vừa. Chân váy len nha, form rất là đẹp luôn. Lấy em là mẻ nút 95. Mẻ nút 95.000 mẻ nút. Rồi lên em là nâu nè mấy chị ơi. Nâu nha, nâu này 40kg đến 60kg vừa. Lấy em là nâu 99.000 nâu. Nâu 99.000 40kg đến 60kg vừa nha mấy chị ơi. Rồi với này là mẻ nâu nha, giá là 99.000 chân váy nâu. Chân váy nâu 99.000, ai lấy nâu lên vậy em là nâu 99 nha. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi 40kg đến 60kg mình mặc vừa em nha. 40kg đến 60kg vừa 99.000 mẻ nâu chị Hà Nguyên. Hà Nguyên nâu 99. Rồi, cái này lên em mẻ trơn nha, 99.000 mẻ trơn, 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy trơn lên với em này trơn nha. 99.000 trơn. Chị Thanh nghe lấy mẫu này được không? Lên với em mẻ trơn nè. Hai túi hai bên, 40kg đến 60kg vừa, lên với em này trơn 99.000. Đi giá hết nha mọi người. 99.000 cho em mẻ trơn quá chị ơi, em hết nâu nãy nha. Lên em mẻ trơn. Rồi chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị ơi, đồ đẹp lắm luôn. Trơn chị Liên Kim trơn.
Rồi lên em mẹ tím nè. Tím nha mấy chị ơi, ai lấy tím chốt lên với em mẹ tím. Trơn chị Thanh nghe. Đã hết trơn rồi. 99 em. Rồi lên em mẹ tím mấy chị ơi, tím nè 40kg đến 60kg vừa. Cho em mẹ tím nha, giá là 89.000 mẹ tím. 89.000 trong quán màu tím, ai lấy tím mình chốt lên tím nè. Tím 89.000 tím. Tím 89.000 chị Hàng Nguyên. Rồi lên em mẹ này nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg em mặc vừa luôn giúp em nha. Cho em màu da. Màu da nha mấy chị ơi, màu da 89.000 trong với da, lấy da chốt da. Da 89.000 từ 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy màu da chốt rồi em nha, đẹp lắm luôn nè. Hàng này hàng Quảng Châu, chị yên tâm chất len nha, dày dặn, đẹp xuất sắc luôn giùm em. Lên em là mẹ da nha, 89.000 trong với da. Da cho Thùy Trinh. Rồi cho em mẻ xanh này mấy chị ơi, xanh nút nè. 40kg đến 60kg vừa. Cho em mẻ xanh giá là 89.000 màu xanh. 89.000 màu xanh nha. Lấy em mẻ xanh mấy chị ơi, 89.000 mẻ xanh. 40kg đến 60kg vừa luôn á. Ai lấy xanh lên em là xanh. Chị Hè Nguyên xanh 89 nè. Rồi cái này dài em nha, 99.000 cho em mẻ số 10. 99.000 cho em mẻ 10, xanh nó còn tay mi con dưới em. 99.000 cho em mẻ số 10 nha mấy chị ơi, ai lấy mẻ 10 chốt lên nè. Có sỉ một bên chân váy này dán dài xuống dưới luôn nè. Lên như là mẻ số 10, 99.000 mẻ 10. 99.000 mẻ 10 nha mấy chị ơi, lên beo đẹp luôn, mẻ 10. Rồi mẻ 10. Mẻ 10 nè mấy chị ơi, lấy mẻ 10 chốt lên mẻ 10. Rồi này cho em mẻ nút nha, mẻ nút 40kg đến 60kg vừa. Mẻ nút giùm em nha mấy chị ơi. Mẻ nút nè, ai lấy nút chốt lên em là nút nha. Rồi mẻ nút giúp em nè, ai lấy nút chốt lên em là nút nha chị ơi. 89.000 mẻ nút nè. Chị Giang Bo ơi, đơn của chị bữa trước chị cho có 9 số điện thoại à, bên em gọi không được. Mẻ 10 chị Giang Bo. Mẻ 10 chị Hàng Nguyễn. Chị Giang Bo mình lên lại cái số điện thoại giúp em nha. Hôm trước cho có 9 số mà bên em gọi không được. Chị Giang Bo bữa trước là lấy trong cái bi á. Nhớ không? Rồi. Lên giùm em nha. Nút mấy chị ơi, mẹ nút giùm em, mẹ 10 có một màu rồi chị Hè ơi. Cái này cho em mẹ nút nha. Mẹ nút nè mấy chị ơi. Mẹ nút giúp em nha, lấy mẹ nút chốt đi mẹ nút. Mẹ nút 95.000 mẹ nút nha. À lấy mẹ nút chốt thôi em, là mẹ nút có màu đen chị My Hè ơi. Nút nha, 95.000 mẹ nút. Chị đang hai điều đúng không? Có đen nha, có đen luôn. Mẹ nút 95 nè. Chị Hè Nguyên mẹ nút 95. Cái kia là 99, cái này nút là 95. Nút không ta? Rồi. Dập ly đen, cái hàng là 101 giùm em nha. A lấy đen dập ly lên với em là đen 101, 40kg đến 60kg vừa. Ai đen 101 mình chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Đen 101 nha. Rồi chị Giang Bo nè. Lên giùm em là lên giùm em là mẻ nút, mẻ nút 101 nha mấy chị ơi, dập ly. Dập ly nút 101 nha, lấy nút 101 thì chốt lên giúp em là 40kg đến 60kg vừa. 40kg đến 60kg vừa giùm em nha. À lấy mẻ nút 101 thì chốt lên nha mấy chị ơi. Hả? Cái đó là 99 chứ. Mẻ 10 chị có rồi nha, Giang Bo, mẻ 10 chị Giang Bo có rồi á. Lên giúp em nè. Rồi mấy chị ơi, lên mẹ túi 99.000 mẹ túi nha. Ai lấy túi chốt lên mẹ túi 99.000, 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy mẹ túi mình chốt lên em nha, 99.000 mẹ túi. Mẹ túi 99.000 mẹ túi mấy chị ơi. Rút dây luôn giùm em nè, rút dây. Đây có hai túi hai bên, 40kg đến 60kg vừa, 99.000 cho em mẹ túi nha. 99.000 cho em mẹ túi. Mẹ túi 99.000 mẹ túi. Mẫu
giùm em nha mấy chị ơi, 40 kg đến 60 kg vừa giúp em nha. Lên giùm em là đen nút, đen nút nha, 40 kg đến 60 kg vừa nha mấy chị ơi. Đen nút 105 giờ lấy đen nút chốt luôn nha, mà đen nút 105 nha. Xịn lắm luôn. Hàng len nó có nhiều loại mấy chị mua mấy chị phân biệt giùm em nha. Hàng len nó có nhiều loại lắm lắm luôn. Mẫu túi là 99.000 giùm em nè. Rồi cái này em bán cho có 105 thôi nha. À lấy nút đen 105 chốt luôn em, là nút đen 105.000. 40 kg đến 60 kg mình mặc vừa. Rồi đây nha mấy chị ơi, chốt luôn em là nút đen nha, 105 nút đen 105. Màu hồng 89.000 màu hồng nè. Lấy em là hồng 89.000 màu hồng, chữ hồng. Xinh chưa? 40 kg đến 60 kg vừa. Cho em chữ hồng nha, 89.000 chữ hồng. Túi chị Ngọc Hân lấy túi nè, 99. Chị Ngọc Hân lấy túi 99.000. Có địa chỉ không? Chị Ngọc Hân cho em địa chỉ trên live luôn nha Ngọc Hân ơi. Túi 99.000 chị Ngọc Hân. Rồi lấy em là hồng 89.000 cho Thu Thảo nè. Hồng 89 cho Thu Thảo. Rồi lên em mẻ này nha mấy chị ơi, 95.000, 40 kg đến 60 kg vừa. Cho em mẻ 95, 40 kg đến 60 kg vừa em hết hồng nha. Lên giùm em là mẻ 95 mấy chị ơi, chốt lên chân váy 95. Rồi lên em là chân váy 95 nha, lấy 95 chốt lên em là chân váy 95.000 chân váy mấy chị ơi. Chân váy 95.000 chân váy nha, 40 kg đến 60 kg vừa. 95.000 giùm em, siêu đẹp luôn. 95.000 chị Hà Nguyễn một chân váy nè. Chị Hà Nguyễn này, Hà Nguyễn 95. Rồi ai lấy chốt đây mẹ 95 nha, Thùy Dương 95, Minh Thu 95. Thùy Dương Minh Thu nè. Rồi em còn cái chị nào lấy chốt đây mẹ chân váy 95 nha. 40 kg đến 60 kg vừa, đeo sang luôn. Lên em là mẹ 95. Dạ rồi, ok chị Ngọc Hân nghe chị ơi. Review chụp bấm đeo ngồi nha. 95 còn cái nào cho Thu Thảo 95. Rồi chị Trang Hè 95 luôn. Là hết nha. Này. Chị vô đây. Rồi lôi em là nâu quý chị ơi, nâu. Nâu thì em là chân váy nâu. Rồi nâu giúp em nha mấy chị ơi, 95.000 nâu, ai lấy nâu 95 chốt đây, nhưng mà nâu 95, 40 kg đến 60 kg vừa. Rồi lấy nâu 95 chốt đây, nhưng mà nâu 95 nha. Nâu 95.000 chân với nâu. Rồi em là mẻ dài 99 nha mấy chị ơi. Mẻ dài 99.000 mẻ dài nha, nó co giãn. Nâu 95 còn này là mẻ dài. Dài 99.000, ai lấy dài 99 chốt lên em là dài 99.000. Rồi mẻ dài 99 nha mấy chị ơi, nâu là 95, dài là 99.000. Ai lấy dài chốt lên em là dài 99. Đẹp lắm luôn nha, chốt em mẻ dài là siêu co giãn. Người mình tới đâu thì ôm xét tới đó, beo đẹp luôn. Rồi ai lấy mẻ dài chốt lên em là mẻ dài nha, 99.000. Nút nãy là giá nhiêu em? Nút này 99 đúng không? Đây là mẹ nút nha mấy chị ơi, nút xanh nè, nút xanh 99.000 nút xanh. Giờ lấy nút xanh 99 mình chốt lên giúp em nha, từ 40 kg đến 60 kg mình mặc ok vừa hết luôn mấy chị ơi. Ai lấy nút xanh lên liền em là nút xanh nha, 99.000. Xanh chị Trang Hè 99. Còn cục này nữa. Còn á, trong cái đen nhiều mẹ. Rồi. Lên em mẻ này nha mấy chị ơi, 40 kg đến 60 kg vừa. Lên giùm em là màu da, 99.000 màu da. Chị là lấy da 99 mình chốt lấy em là da nha, 99.000 màu da nè. Đẹp lắm luôn. Màu da 99.000, em hết xanh nha. Còn màu da, lấy màu da chốt lên giùm màu da. Giá này 99.000 một chân váy. Ai lấy da 99 chốt lên giúp em nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Cùng lộn cái mẫu này trăm mốt. Cái cục ở trong trăm mốt này bị lộn, mẹ cột lộn xộn luôn ấy. Cái là em cột tiêu chồng hay sao? Trong váy á. Tiêu chồng thì để sẵn hay là gì? Rồi.
rồi. Lo với em màu da 99.000 màu da mấy chị ơi. Lo như là màu da 99.000 màu da nha. Ai lấy da 99 chốt là em này da 99.000 màu da. Da 99.000 là 40kg đến 60kg vừa. Còn ai lấy da 99 mình chốt lên giùm em nha, đẹp lắm luôn. Cái len của nó dày mà rất là đanh luôn nha, siêu đẹp luôn các chị ơi. 99.000 đẹp lắm. 99 cho Hải vỏ nè. Đi dưới em. Có cái hàng này nè mấy chị ơi, hàng này hàng giá khác nè, đẹp lắm luôn. Nãy giờ không biết có ai lộn không lộn luôn. Rồi da cho Hải vỏ rồi nha. Rồi mẫu này cho em là 105.000, lo với là đen 105. Đen 105 nha. Ai đen 105 chốt lên giúp em, nó có một cọc là 101 đó, tầm mấy cái em nó. Lo giúp em làm mẻ đen 105.000 màu đen nha chị ơi. Siêu đẹp luôn, cái này xuất sắc lắm luôn. Lo giúp em là đen 105. 40kg đến 60kg vừa. Mình nhận hàng mình cầm giữa hai cái chân váy là mình biết liền luôn. Một cái nó trên nhau có 10.000 thôi nhưng mà nó khác hẳn nha mấy chị. Chốt lên là đen 105 nha. Ai đen 105 chốt lên là đen 105. Rồi đen 105 giùm em nha. Đen 105 này nãy giờ nó có 28 gì. Rồi nói em là mẹ rút dây. Rút nha mấy chị ơi, mẹ rút nè. Lôi giùm em là mẹ rút nha mấy chị ơi. Đen 105 chị Trang Hà. Đen 105 chị Trang Hà nè. Rồi lôi em là rút dây nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg vừa. Cho em mẹ rút dây nha. Rồi em hết đen 105 rồi nha. Lôi là rút dây 99.000 rút dây. Ai lấy rút dây mình chốt lên nè. Rút dây 99.000 mấy chị ơi. Chị nào lấy rút dây chốt lên nha. Rút dây 99.000 nâu 95 cho chị rồi. Ok chị Rosie nè. Chị Rosie lấy nâu 95 nè. Rồi xong rồi, đang lộn đó. Rồi lôi giùm em mẻ này nha mấy chị ơi. Trơn ơi, mẻ này cho em mẻ số 10. 99.000 mẻ 10. 40kg đến 60kg vừa mẻ 10 99. Mẻ 10 99.000 mẻ 10 nha mấy chị ơi. Bao đẹp luôn. Dày dặn siêu đẹp giùm em nha. 99.000 lôi như là mẻ 10. 99.000 mẻ 10. Cái này có sỉ ở phía trước. Có sỉ giùm em nha. Lôi như mẻ 10 nè. 99.000 mẻ 10. Mẹ 10 chị Nguyễn Nghe, mẹ 10 đẹp lắm chị Nguyễn Nghe ơi. Em là 99. Rồi lo giùm em là mẹ. Rồi lo giúp em là mẹ số 20, mẹ 11 nha mấy chị ơi. 99.000 mẹ 11. Ai lấy 11 chốt lo giùm em nha, mẹ 11. Mẹ 11 có sỉ ở sau, lo em là mẹ 11. 99.000 mẹ 11 sỉ sau. Sỉ ở sau nha mấy chị ơi, lo giúp là mẹ 11. 99.000 mẹ 11. Ai lấy 11 chốt là em 11 nha. Ai lấy 11 chốt là em 11 nha mấy chị ơi. 11. Rồi lên em là dài 99.000 xém dài. Xém dài 99.000 xém dài. Ai lấy xém dài chốt lên nha mấy chị ơi. Sỉ phía sau nha. Lên em là mẹ xém dài. Xém dài 99.000, 40kg đến 60kg vừa. Nói chung nó co giãn cực kỳ tốt giùm em. Người mình tới đâu nó ôm xét tới đó luôn mấy chị ơi. Cho em mẹ xém dài 99 nè. Xém dài 99. Xém dài cho Hải vỏ. Rồi 99.000 cho em mẹ số 20. Ai lấy 20 lên em mẹ 20. 40kg đến 60kg vừa mẹ 20 mấy chị ơi. Lôi em mẻ 20 nha. 40kg đến 60kg vừa. Chốt lôi em mẻ 20. Em hết xém dài rồi. Lôi em mẻ 20. Mẻ 20 nha. Chốt lôi em mẻ 20. 40kg đến 60kg vừa. Chốt lôi mẻ 20. 99.000 mẻ 20. Rồi lôi em là dập ly nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg vừa luôn. Cho em mẻ dập ly. Dập ly 95.000 dập ly.
mẻ 20 nha. Rồi dập ly cho em mẻ dập ly 95.000, dập ly 40kg đến 60kg vừa. Rồi dập ly phía dưới nè, beo dễ thương luôn á. Ai lấy dập ly mình chốt là như là dập ly 99.000 dập ly nha mấy chị ơi. Dập ly 99.000 dập ly nha, chốt lên với em là dập ly. Đẹp ghê luôn. Dập ly 99 nha mấy chị ơi, dập ly. Mẹ này chốt lên em là mẹ số 21 nha, 99.000 mẹ 21. Ai lấy 21 lên em là mẹ 21 mấy chị ơi. 99.000 mẹ số 21 nha, ai lấy 21 chốt lên 21. Xin ơi là xin luôn mấy chị ơi, nói chung là siêu đẹp cái len này, yên tâm, hàng Quảng Châu. Lên dùm em là mẹ 21 nha. Mẹ 21, 99.000 mẹ 21. Rồi lên làm len nha mấy chị ơi. Xuất sắc luôn dùm em nha. Len là 40kg đến 60kg vừa luôn mấy chị ơi. Lên dùm em mẻ len 155, cho em là len 155 nha. Hàng chuẩn xịn, nói chung mình cứ mua len bên em xong mình đi vòng vòng mình so giá với những cái shop khác lại mấy chị mới thấy em bán rẻ. Cái này giá 155 mà thị trường không dưới 200.000, người ta toàn bán 220 không đó mấy chị ơi. Lên giúp em là xám 155. Khóc len em chưa có hàng nha. Khóc len chưa có hàng. Lên em là mẻ xám 155.000 mẻ xám nha. Ai lấy đầm chốt lên đầm 155, 40kg đến 60kg mặc vừa luôn giúp em. Thùy Trinh với Hải Võ ship chung đơn nha em. Nói lại đi. Rồi ai lấy chốt lên giùm em là màu xám 155, 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn. Đầm xám 155 nha, Duyên Duyên. Có áo len form rộng không? Áo len bữa nay chưa có hàng, bữa nay chỉ là đầm. Xém 155 thì em nha mấy chị ơi. Rồi phân này phân xuông to rộng dài như này dùm em, 40kg đến 60kg vừa. Cho em mẻ nâu 155 nha, mẻ nâu 155.000. Cái này yên tâm để em bán giá sát rẹt luôn á. Cái này nè đẹp lắm luôn giúp em nha. Rồi 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn. Ai lấy nâu 155 mình lên dùm em là nâu 155.000 đầm nâu. Hàng Quảng Châu nha, mấy chị có nhận hàng là biết luôn. Có màu khác không con? Cô Thanh Tuyền con lấy mẫu nào? Nó chỉ có một màu thôi nha. Con lấy màu gì chốt màu đó nha. Mẫu này chị nói lấy nâu đi, em là nâu 155. Em nói xuất sắc luôn, thiệt sự luôn. Chất rất là xịn và rất là đẹp nha. Những cái hàng này thị trường người ta bán không chỗ nào bán dưới 200.000. Mấy chị cứ dò giá là mình biết liền, em bán liền. Siêu rỉ rỉ cho mình luôn nha. Ai lấy nâu chốt lên nâu. Rồi màu xám cho chị Trang Hè, màu xám 155. Rồi màu nâu 155 cho chị Hè Nguyên, nâu 155. 155 có một màu nha cô Thanh Tuyền. Rồi mẫu đó hết luôn. Năm nay á, là nó không phải giống như mọi năm, là năm nay rất là khó để nhập hàng Quảng Châu luôn. Mà hàng Quảng Châu thì biết rồi, rất là xịn và rất là đẹp. Em bán ra giá 155 là lại siêu rẻ cho mình luôn nha, cứ yên tâm. 40kg đến 60kg vừa. Cái này tay của nó có sọ ngón nữa. Lên em mẻ số 1. Đây, tay có sọ ngón đó nha. Lên em mẻ 1 nè. Rồi dễ thương. Lên với em là mẻ số 1, 155.000 mẻ 1. Ai lấy mẹ 1 mình chốt lên nha, 155 mẻ 1. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. 155 lên em mẻ 1. Ai lấy 1 chốt lên mẻ 1 dùm em nha. Mẻ 1 mấy chị ơi, 40kg đến 60kg vừa, siêu co giãn chóc, đeo đẹp dáng dài như thế này luôn. Dáng dài như thế này luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt lên dùm em nha. Đây rất là xịn và rất là đẹp. 155 lên em mẻ 1, 155.000 mẻ 1. Rồi ai lấy mẻ 1 chốt đi mẻ 1 nha, 155 mẻ 1. Lên một em lên hàng một vé trước nào cho mấy chị nha. Nó khổ lộn. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, lên với em là vàng nè. Vàng nha, 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn giúp em. Lên là đầm vàng, 155.000 đầm vàng. Lấy vàng chốt lên vàng 155.
Cái này bầu bì thì mặc được hết luôn dùm em nha. Ba quý vị ơi, lên đây là vàng 155.000 đầm vàng nha, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết. Rồi ai lấy vàng lên liền dùm em là vàng 155 nha mấy chị ơi. Vàng 155.000 màu vàng. Hôm nay em có đầm đầm kiểu với lại tiết kiểu nữa, không có tay ngắn nha em Nguyễn My ơi. Rồi ai lấy vàng 155 chốt lên giúp em nha, từ 40kg đến 60kg mặc ok vừa cái đầm này. Giá 155 đầm vàng. Chị Kim Kim một cái vàng 155. Rồi ai lấy vàng rồi chốt lên với em tiếp lên. Tiếp lên có mấy cục gì đây? Rồi em lôi tiếp lên cho mình nha. Cái này gồm một chân váy và một áo nè. Mẫu này em có hai màu, màu đen với màu kem, hai màu. Tiếp lên 175.000. Tiếp lên 175 em bao giá cho mấy chị luôn. Cái này người ta đang xỉ, người ta đang xỉ là tới 215.000 rồi. Bán ra tới 255-265 á, em bán 175.000. À lấy set len chốt đây là set len 175 nha. 40kg đến 60kg vừa. Mẫu này em có sọc trắng đen. Sọc trắng đen và sọc kem hai màu. Sọc trắng đen và sọc kem nha. Ủa sọc kem đâu ta? Rồi em có màu kem với màu đen hai màu, 40kg đến 60kg vừa, set lên 175. À lấy mình chút, mấy chị có nhận hàng là mình biết sao mà nó 175 luôn thôi nha. 175 là em bán á, 175 là em bán chứ còn người ta bán mắc lắm luôn, không có ai bán dưới 200.000 cái này hết. Tại cái này nó đang sỉ rất là cao, người ta nhập vô cao á, cho nên là người ta không bao giờ ta bán rỉ ra hết á. Hôm qua có like áo khoác màu trắng, nhân viên dơ lên hết nha thơ Phan ơi. Set 125 quần dài, mẫu nào ta? 125 quần dài là mẫu nào chị Mỹ Lệ Trương ơi? Rồi lo với em này sọc nha, 175.000 sọc. Lo với em này sọc kem, 175.000 sọc kem nha. Sọc kem 175, ai lấy sọc kem chốt lo như là sọc kem 175. Thanh Vy đổi chân váy thành xếp đen đi chị, ok em nè. 175 lấy chân váy ra. Em còn màu kem nha, 175. Ai lấy màu kem chốt lo dùm em, mấy chị cứ nhận hàng mấy chị coi thử sale, mấy chị mua thử đi coi thử sale nó bán cái này 175.000. Rồi xong mình rảnh á, mình đi vòng vòng, mình lướt lướt Facebook, mình sẽ thấy người ta chụp hình, chụp hình người mẫu mặc cái set này, người ta bán á, giá cao ơi là cao luôn, em nói thiệt sự. 175.000 màu kem. Ai lấy màu kem chút nữa như là màu kem 175 đẹp nha mấy chị ơi. Ai lấy chút nữa như là kem 175 nha. Những cái đó sẽ làm bị luôn ra bỏ luôn rồi cho nó đỡ. Rồi tiếp đỏ 175, ai lấy đỏ đây là đỏ 175 nha. Chị còn mẫu nào dài? Chị còn mẫu nào dài? Tiếp đó chân váy dài nha Thanh Vy, chân váy là dài nha em. Rồi kể tiếp này 175 đây là màu đỏ 175, gồm một áo bên trong như thế này. Chị còn mẫu nào quần dài 125 không? Lẹ xe ta. Tiếp 135 đó đúng không chị Mỹ Lệ Trương ơi? Tiếp 135 mà áo của nó là màu nâu, trong cái màu quần màu trắng với lại áo trắng quần đen đúng không chị? Đúng tiếp đó không? 135.000 đúng không? Đúng không? Em vô mẫu lên lại cho mình coi. Rồi chốt lại nhưng mà đỏ nha, 175.000 màu này màu đỏ đô. Mấy chị mặc rồi cũng được luôn á. Rồi rất là xịn và rất là đẹp, kẻ tiếp 175 giúp em nha. Rồi để em lên mẫu lại nha chị, cái đó em còn hàng. Lên nhưng mà đỏ 175. Ai? Quên. À, áo đen rộng em chưa về hàng nha chị Phương Trinh ơi. Chị cho em xem. Rồi bé len lét chị tua lại nha, đầm len phong suông để em coi còn em lên luôn. Còn á, tại em chưa lên hết mẫu mà. Rồi chốt lại với em nè, tiết đỏ 175.000 tiết đỏ. Đỏ 175 với em nha, đỏ 175. Rồi kem 175 màu kem nè. Xịn lắm mấy chị ơi. Những cái hàng này là gần Tết em mới nhập nè. Tại vì nó rất là xịn, nó rất là đáng đồng tiền. Mà em bán là cực kỳ rẻ, 175.000 thôi. Mọi nơi nó bán 200 mấy không. Rồi lên giúp em là 40kg đến 60kg vừa. Lên là xích kem 175.000 xích kem.
kem 175, lấy kem 175 chốt cho giùm em nha. Kem 175.000 nguyên bộ, cái này mặc tách đây mặc rồi cũng được nữa. Mấy chị thấy nè, rất là rẻ luôn. Áo khớp nè, mà vải dày dặn lắm nha. Hàng này hàng Quảng Châu giùm em nè. Siêu đẹp luôn, 175.000. Nhận là hết hồn luôn á, 175 là quá quá rẻ luôn. Kem 175 chị hàng nguyên. Kem 175 chị hàng nguyên. Rồi để em lên xếp nó mình coi lại nha. Kem 175 em hết rồi. Có còn len không My? Rồi em vô cho một cái tích của trang hồi nãy đi. Rồi đi que đi lũi ra đây tìm có còn không? Nó của dự hàng cái lộn. Thế 135 đây nha chị. Chị Mỹ Lệ Trương ơi, 135 là mẫu này nha chị. 60kg đổ lại vừa giùm em nè. 60kg đổ lại vừa giùm em nha. Áo như thế này. Em ơi, 200 mấy đi em sẽ giùm chị một cái nha. Mấy chị ơi, em nói thiệt là mình chốt á, mình chốt kỹ giùm em nha. Chứ đừng có chốt xong rồi sẽ thiệt luôn á. Hà Nguyễn ơi, sẽ đừng có sẻ nó nha. Lần này em lấy ra chị nào, nhưng mà đừng có sẻ giùm em nha. Đàm em mặc 40kg đó, 60kg vừa. Rồi, để chị lên lại nha Khánh Hà ơi. Chị Hà hồi nãy có 200 cái đen. Lấy ra bớt một cái. Mấy chị đặt á, coi kỹ mẫu rồi đặt giùm em nha. Đừng có đặt xong rồi sẽ rê tội bên em lắm. Rồi, áo màu trắng mà trong cái đen 135.000. 60kg đổ lại vừa, 135 nha. Quần đen đi với áo trắng. Quần đen đi với áo trắng nè. Quần đen đi với áo trắng giúp em nha. Quần đen đi với áo trắng nè. 60kg đổ lại vừa. Đầm em mặc là 120 chị Trang Nhi, từ 40kg đến 60kg vừa. Rồi áo nâu đi với quần trắng, nói như là tiếp 135 kìm màu. Rồi lên như là tiếp 135 kìm màu nha mấy chị ơi. Chị Mỹ Lệ Trương lấy màu gì chốt màu lên giùm em nha. Áo nâu đi với quần trắng và áo trắng sẽ đi với lại quần màu đen. Đẹp lắm. 60kg đổ lại vừa, ai lấy chốt lên giùm em nha. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Chị Hà Nguyễn này nói để cái dài lại nha. Cái nào dài để lại. 48kg mặt rộng nha. Không phải rồi hả? Cái này hôm qua có mặt thử rồi nè, đẹp lắm. Cái này form to, 48kg mặt không được đâu chị ơi. 48kg hả? 48kg thì cái quần nó sẽ hơi rộng xíu. Mình trở lại. Thử thì lát nữa chị thử nha. Lấy cái màu kem 175.000 màu kem. Xếp kem 175 đó chị ơi. Rồi kem 175 giùm em nha. Lấy kem 175 chốt lên. Kem 175. Rồi lấy kem 175 lên giùm em nha. Khốt em chưa có hàng nha chị Hà Ngọc ơi. Rồi lấy em lại kem 175 kem nha chị ơi. Kem 175. Rồi hút đi, mở ra chị like cho nhanh lên. Rồi cho em màu xanh. Xanh nha mấy chị ơi. Trời ơi, xuất sắc. Lo với màu xanh nha mấy chị ơi. 175 xanh hay lá xanh 175 chốt lên. 40kg đến 60kg vừa. Mặc rồi cũng được nữa. Áo khoác dáng dài luôn. Khoác dáng dài luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn á. Ai lấy chốt lên giúp em nha. Mẫu My, mẫu My, tiếng My. Kem 175 xanh 175 chị Meo xinh Meo. Xanh 175 chị Meo xinh Meo. Áo hút đi là đồng giá 85.000 giùm em nha. Lên em là cô ban 85.000 cô ban. Tiếp kem em có màu đỏ nữa nè. Một tiếp là 175.000 nha. Có màu kem với màu đỏ hai màu, đỏ mặt là đỏ đô, nó gồm một cái đầm ở trong, một cái đầm ở trong như thế này, là một áo khoác nữa, rỉ lắm mấy chị ơi, 175 rất là rỉ luôn nha.
nhiều khi em thuộc bán mấy cái hàng mà hàng dạng hàng giá tầm rỉ rỉ á, mấy chị quen với mấy cái giá đó rồi, xong lâu lâu em lên hàng cao cấp mấy chị nghe giá nhiều khi nó sẽ bị chón. Nhiều khi nghe chón nhưng mà thực sự là tiền nào của đó thôi. Nói chung là hàng này rất là đẹp luôn, 175 là cứ yên tâm là mua bên em là để rất là rỉ rồi nha. Người ta bán 200 mấy không à. Sẵn lên chiếc chị đăng lên. Sẵn lên cái chị đăng lên luôn đi chị đăng luôn cái này đi ta. Thử tí thử xem áo rồi, ok Thùy Dương nha. Lấy như là màu đỏ. Mặc xe cũng được hết. Cái này mặc rồi cũng được hết luôn nha. Lấy như là màu đỏ 175, gồm áo với lại một cái đầm bên trong nha. Áo một cái đầm bên trong. Có màu kem với màu đỏ hai màu. Giá là 175.000 nguyên kẻ set như thế này luôn. Nguyên kẻ set như thế này luôn nha mấy chị ơi. Rồi đây, lấy mình chốt lên giúp em nha. Rồi, chốt sát luôn. Mấy cái hàng này em lựa mẫu kỹ lắm, mình yên tâm. Rồi, qua mẫu đi nè. Chút đi, chút đi. Giá bên chị có keo cũng không đắt nhé. Cảm ơn Thùy Dương. Rồi, lên hút đi, giá là 85.000. Cái xét dịu dịu hè bên mình còn ở đây đây. Rồi chờ tí nha, xong rồi em thử cái này cho. Cái tí hồi nãy nè, bị sắc sắc luôn á. Rồi hút đi đây 40kg đến 60kg vừa. 85.000 chi màu vàng. Màu vàng nhạt mấy chị ơi. 85.000 màu vàng nhạt, lấy vàng nhạt chốt lên giúp em là vàng nhạt nha. Hút đi đồng giá là 85.000 áo. Rồi 40kg đến 60kg mặc ok vừa nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặc ok vừa dùm em nha. Rồi lấy mình chốt lên nha. Nhưng mà nhiều khi em nhập hàng em cũng quen cái giá của em bán ra nha. Ví dụ như bên nguồn á, người ta chèo mẫu em. Ví dụ như em thấy cái tầm mình bán ra khoảng 119, 125 gì đó, là mình thấy mình bán ra gì được mình nhập. Còn hở vàng mẫu nào mà người ta béo giá keo lên tí mà bán ra khoảng 165, 175, 185 gì đó là em phục liền. Em ít nhập mấy cái hàng đó lắm, tại vì mình bán cái giá nào là đã quen cái giá đó rồi á. Nhưng mà gần Tết cho nên là hàng nào em cũng sẽ nhập hết. Mà mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ biết cái vải của nó nha. Mình biết sale là giá nó mắc liền luôn. Nhưng mà đảm bảo là giá bên em lúc nào cũng rỉ hơn á. Xếp màu đỏ chị Hồng Vân Lê Thụy nè. 175. Nỉ bông nha chị ơi, nỉ bông. Rồi 40kg đến 60kg vừa, 85.000 với màu vàng nha. 85.000 màu vàng. Rồi lấy như là màu xanh min. Xanh min nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg vừa. Lấy là màu xanh min nha, 85.000 xanh min hàng nỉ bông. 85.000 xanh min. Cho mình coi set len có éo khóc. Set đầm len có éo khóc hình như hết rồi chị. Mẫu đó em hết rồi nha. Rồi xếp màu xanh nhạt nè. Lấy giá là xanh nhạt 175. Xanh nhạt 175 dùm em nha. 40kg đến 60kg vừa. Lấy xanh nhạt 175, lấy là xanh nhạt 175.000 xanh nhạt. Rồi xanh nhạt 175 dùm em nha. Xanh minh cho Thanh Vi 85.000 xanh minh nè. Rồi lấy chốt lên giúp em nha. Xanh nhạt 175, lấy cái xanh nhạt chốt lên là xanh nhạt 175 nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặc vừa dùm em nha. Lấy xanh nhạt 175 chốt lên là xanh nhạt 175 xanh nhạt. Xanh nhạt 175. Rồi hút đi màu đỏ. Lên em là đỏ 85.000 màu đỏ, 40kg đến 60kg vừa. Lấy đỏ chốt lên em là đỏ nha. 85.000 màu đỏ, 40kg đến 60kg vừa éo này. Đỏ nè. Đỏ nha mấy chị nha. Đỏ mình gỡ đi nha. Rồi đỏ nha mấy chị ơi, màu kem đất. 85.000 màu kem đất, 40kg đến 60kg vừa. Đi màu kem đất nha. Kem đất nè. Rồi lấy gì là màu xám. Màu xám nha mấy chị ơi, màu xám em nha, đồng giá 85 màu xám nè. Rồi chi màu da. 40kg đến 60kg vừa nha, hàng nỉ bông. Nói như màu da, 85.000 màu da mấy chị ơi. Màu da nha, màu da nè. Coban. Chị lên xích nu lúc nãy đi, ok nè.
đỏ cho chị Mạnh. Tú xin một cái hoodie màu đỏ, nói như là xanh coban 40kg đến 60kg vừa xanh coban. Dì áo hoodie mời chị thay rồi. Chị để dưới gợi ý hả? Cho em xem quần cho xem trắng phía sau vậy rồi ok chị. Trắng phía sau là một giây. Quần nó là quần lưng keo nha mấy chị ơi, quần lưng keo ống tuôn. Lưng keo ống tuôn nè. Có hai túi hai bên như này, em nhân vải dày dặn lắm luôn và đi với áo nè. Cũng có màu. Áo màu kẹp phôi sữa nó sẽ đi với lại áo màu kè phôi sữa sẽ đi với lại quần màu trắng nha mấy chị ơi. Còn áo đen đi, áo trắng đi với quần đen. Mặc là phải bóp cái quần lại xíu nha Tiên Nguyễn ơi. Cái quần là chắc phải bóp eo lại một chút á. Lưng rộng, chị bé tới 60kg luôn nè. Chị bé tới 60kg là đương nhiên nó phải rộng rồi. Nó co giãn lắm nha mấy chị ơi. Vải dày dặn lắm luôn, yên tâm không hề mỏng. Màu đen cho Thùy Dương. Thùy Dương chắc chắn vừa. Màu đen Thùy Dương nè. Ủa, ở trong còn á, đưa cho khách coi nè. 135.000 nha lên giùm em. Quần đen đi với áo màu trắng. Áo màu trắng bên đây nè My. Nay có biết ghi không? Ống suông hồ ok mà tú xuyên như vậy ơi. Biết ghi hôm nay, biết ghi size nhỏ, còn size nhỏ không rồi chị ơi. Rồi lên giùm em nha. Áo trắng đi với quần đen, quần này em có kịp ở sau nha. Bị rộng mà em phải kịp ở sau, cái này em bé tới 60kg luôn mà. Mình mặc thì mình phải bóp lại xíu, mặc phải bóp lại xíu nha. Chị nào nhỏ nhỏ người bóp lại xíu. Cái áo thì mặc vừa rồi, cái quần á bóp lại xíu ngay chỗ eo. Rồi ai lấy mình chốt lên nha mấy chị ơi. Quần đen đi với áo trắng, và áo màu nâu đi với quần màu trắng. Không, mình bóp cái lưng nè. Nào mấy chị. Đây. Hồi em là chuyên sửa, em chuyên đi sửa cái lưng luôn á, tại vì em rất là nhỏ, hầu như mặc quần gì cũng đi bóp cái này hết. Mấy chị đây nè, mình sửa cái phần eo này thôi chứ mình đâu có sửa hai bên làm gì, hai bên mình vừa mà. Sửa cái phần eo nè, người ta sẽ thợ may người ta sửa được. Sửa hai bên eo trên cái phần lưng thôi. Rồi chị nào lấy cái này nổi chốt lên giúp em nha. Cái quần màu trắng 150 tao nha. Đầm ly này giúp em nha. Cầu cho em nhỏ để đi sửa quần. Đầm đen giùm em nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg vừa. Mà cái này nhìn người của mình nó rất là gọn luôn. Rồi lên với là đen 125. Đen 125 nha. Chị Phụ Nguyễn vừa chị à. Vừa. Rồi lấy đen 125 chốt lên giúp em nha. 40kg đến 60kg vừa đầm này. Em có màu đen và màu nâu luôn, hai màu. Rồi đen với nâu hai màu giúp em nha, chị lấy màu gì mình chốt lên. 40kg đến 60kg vừa nha mấy chị ơi, đầm 125. Đầm 125.000 có màu nâu và em mặc là màu đen nha, hai màu. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa cái này.
40kg đến 60kg mặc ok vừa cái đầm này với em nha, dán vào que gối. Ok, trúc trần nha. A lấy nâu, chốt này là nâu nè. Nâu 125 hoặc là đen 125 nha mấy chị ơi. Nâu 125, đen 125. Quần này giá 105 đây nha chị Mai Tú Tiên ơi. Có lốt ở trong nha. Có lốt quần này em gần hết rồi. Còn mấy cái rồi đúng không? Hồi nãy có cái ở ngoài mở vô chung chưa? Hồi nãy mình trắng này có cái ở ngoài. Rồi đây em này trắng 105, có hai túi hai bên luôn mấy chị ơi. Đây là trắng 105 nha. Trắng 105 ngàn, quần trắng 40kg đến 53-54kg với vừa. À lấy trắng chốt lên bạn còn hết rồi. Trắng 105 chốt lên giùm em nha. Trong cái ôm đâu đi lại chị. Ủa cái này hồi nãy không ai lấy không? Cái đầm nâu 155 chị lấy nâu 155 chốt lên giúp em nha. 40kg đến 60kg vừa. Cái này cái tay của nó có sọ ngón luôn. Tay có sọ ngón. Lưng keo nha chị bạn Tú Xuyên ơi. Em 69 thì vừa mẹ. Lôi giúp em là nâu nha 155. Quần đó em bán buổi giờ rất là nhiều rồi á. Còn hết không? À lấy nâu chốt lên giúp em là nâu nha. 155 ngàn đầm nâu 40kg đến 60kg mặc ok vừa cái đầm nâu này nha mấy chị ơi. À lấy nâu chốt lên giúp em là nâu nha. 155 nâu. Quần đó là buổi trước em để mặc rồi á. Em mặc trong người em like với lại áo vest. Lưng nó phải keo chứ em mặc với áo bre mà. Rồi lên em là đen 99 ngàn. Đen 99 ngàn đen. Quần đó có lốt bên trong nha chị Hạ Vi ơi. Quần đó có lốt bên trong nha. Trắng 105 chị Mạnh Tú Xuyên một cái nè. Quần đó có lốt bên trong á chị, không có sò bị mỏng. Rồi lên em là đen 99 ngàn chân váy đen. Chân váy đen 99 là từ 40kg đến 60kg vừa giúp em nha. Ai nó đen 99 chốt là em là đen 99 ngàn màu đen. 99 ngàn màu đen. Lo em là mẻ nút nha, 99 ngàn mẻ nút. Nút 99 ngàn, trong váy nút nè, lấy trong váy nút chốt lo với em là nút 99. 40kg đến 60kg vừa trong váy lem nha mấy chị ơi, coi dạng cực kỳ tốt luôn. Ai lấy cái này lo với em là nút nha. Nút nè. Nút nè, 99 ngàn trong váy nút. Rồi, cái này với em mẻ dập ly, 95 ngàn dập ly. Nó sẽ dập ly ở dưới nha mấy chị ơi. Lấy như là dập ly nha. Dập ly 95 ngàn mẹ dập ly. Ai lấy dập ly mình chốt lên. Dập ly nha mấy chị ơi. 95 ngàn mẹ dập ly. Rồi lên giùm em mẹ này là mẹ số 1. 99 ngàn mẹ 1 nha. Lấy mẹ 1 chốt lên mẹ 199. 40kg đến 60kg vừa giùm em. Lên mẹ 199 ngàn. Nhưng mà đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. 99 ngàn cho em mẹ 1. Chân với len nè. Bữa nay mà nhập len khó nhập lắm luôn. Rồi cái này cho em mẻ số 2 nha. 99 ngàn mẻ 2. 40kg đến 60kg vừa. Lấy với mẻ 2, 99 ngàn mẻ 2 luôn. Mẻ 2, 99. Mẻ 2, 99 nha. Rồi lên em mẻ nâu. Nâu mấy chị ơi, nâu nè. Nâu 95 đúng không ta? Nha, lấy em là nâu 95 ngàn, nâu, nâu 95. Đó hả? Còn mặc mấy bó này hả? Rồi, cho em bán còn như đây nha, ai lấy chốt lên. Nâu là 95 nha mấy chị ơi, nâu 95. Rồi lấy em là mẻ 1 nha, 99 ngàn mẻ 1. Nhìn qua like nó không để đâu, nhận hàng về nhà cầm là sướng tay lắm luôn. Rất là dày dặn nặng, chất đẹp lắm luôn nha. Lấy với em mẻ 1. Rồi lấy em là mẻ số 2, mẫu này mẻ 2. Nâu thì trúc trần 95. Nâu tốt tròn 95. Rồi mẻ 2, 99 ngàn mẻ 2 đây. Mẻ 2, 99. Mẻ 2, 99 ngàn mẻ 2 mấy chị ơi. Rồi cái này cho em mẻ số 3 nha. Số 3 95 ngàn mẻ 3. À lấy mẻ 3 chốt lấy em mẻ số 3. Dập ly cho Thùy Dương 95. Dập ly Thùy Dương 95. Rồi lo giùm em cái này là mẻ số 10. 99 ngàn mẻ 10. 40kg đến 60kg vừa. Chốt lên với em cái này mẻ 10 nha mấy chị ơi. Mẻ 10 giùm em mẻ số 10 nha. 99 ngàn mẻ 10. Rồi lên em là 99 ngàn mẻ 10. 99 ngàn đen. À lấy đen chốt lên đen 99. 40kg đến 60kg vừa. Cho em mẻ đen nha. 99 ngàn mẻ đen. Ok.
rút tròn nè, không có đen nha chị, chị xe xỉ thôi. Mẫu đó em không có đen nha. Rồi đầm nè chị ơi, 40kg đến 60kg vừa em nha, 40kg đến 60kg vừa. Chị nào lấy chốt nữa như em này, xém nè, xém 155.000 đầm xém 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy xém 155 mình chốt lên, em lại xém 155 nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Xém 155. Rồi đen dài 155, trời mẫu này xuất sắc lắm luôn nè. Đen dài 155 đây mà, đen dài từ 40kg đến 60kg vừa luôn nè. Phải lên nha. Đen dài 155, ai lấy chốt lên em là đen dài 155 nè. Những cái đầm này form beo đẹp luôn á, form xuất sắc luôn mấy chị ơi. Lên với em là đen dài nha, 155 đen dài mấy chị ơi, chốt lên đen dài 155. Số B là mẻ nào vậy? Đây không? Phải không? Đây nè. Phải không ta? Hình như số B là cái dập ly đúng không chị xe xỉ? Dập ly á là hết rồi, dập ly là Thùy Dương lấy rồi nè. Hả? Phải cái này không chị xe xỉ? Đúng cái này thì ok lên giúp em nha. Đúng cái này ok lên giùm em nè. 40kg đến 60kg vừa. Rồi ai lấy cái này lên giùm em nha. Ơ chị xe xỉ đúng cái này ok lên giúp em nha chị ơi. 40kg đến 60kg vừa nha. Chị mặc là đầm nha Phương Diễm ơi. 40kg đến 60kg vừa, giá là 125.000. Có màu đen với màu nâu hai màu, có đen với nâu hai màu nha. Rồi đúng cái này thì ok lên giùm em nha. Dập ly là hết rồi xe xỉ ơi. Đen 155, lấy đen chút anh, đen 155 nâu đi. Rồi nâu này, ai lấy nâu chốt lên em là nâu nha, nâu 40kg đến 60kg vừa 125, đầm em mặc là có đen với nâu hai màu, giá là 125.000 nha mấy chị ơi. Đen nâu hai màu nha, 125 trong đầm này, mặc nhìn cái eo nó nhỏ lắm luôn á. Mặc nhìn eo nhỏ lắm luôn nha. Ai lấy mình chốt lên em là đen 125 và nâu 125. Đen 125, nâu 125. Dạ rồi ok xe xỉ nè, lấy màu đen có hàng nút nè. Hàng nút lại nè đó. Rồi đen này chị nào bầu bì bông chiên được luôn giúp em nha. 155.000. Không có thấy bụng đâu Phương Diễm ơi, cái chỗ đó nó làm sọc quá, nó chia bụng cực kỳ tốt luôn nha. Lấy chốt lên giùm chị nha, em không có thấy bụng đâu. Màu trắng kia phía sau, cái này là đầm. Đầm nha 119.000. 40kg đến 60kg vừa, đầm trắng rút 119. Ai lấy trắng rút chốt lên giùm em nha. Mẫu đó không có thấy bụng đâu Phương Diễm. Đen dài 155 cho chị Nguyễn Loan ok chị nè. Rồi lên như này trắng nha, trắng 119.000. Mặc xong một rút bao nhiêu tùy ý. 40kg đến 60kg vừa, trắng 119. Rồi đen dài này em còn nha. Chị nào lấy đen dài 155 luôn rồi chốt lên giúp em, siêu đẹp con mẫu này. Từ 40kg đến 60kg vừa, bầu bì mấy chị bông chen được luôn giùm em mẫu này nha. Ai lấy mình chốt lên. Đen 155.000 màu đen. Đen 155 đen. Rồi đầm xanh nha mấy chị ơi. Lấy là đầm xanh nha, đi 155 cho thơ fan. Dồn đơn cho chị Rosy, dồn đơn đi em. Lấy là đầm xanh nè mấy chị ơi, đầm xanh nè. Đi 155 thơ fan. Ok, nó đi dồn đơn. Đầm xanh em có màu xanh, màu đỏ hai màu. Xanh đỏ hai màu.
tầm xanh này giá 1225 nha mấy chị ơi, xanh 125. Xanh 125 40 kg đến 60 kg vừa. Đó với em mã xanh 125.000 đồng xanh. À lấy xanh chốt là em là xanh 125 nha. Cho xem đầm hoa cúc đen phía sau chị. Hoa cúc đen luôn. Rồi đó với em là màu đen, màu tím hai màu nha mấy chị ơi. 89.000 màu đen, 89.000 màu tím. Đây là đầm 89.000 kèm màu. Thơ phen là ship chung với Thu Huyền ghi lại nha. Rồi màu đen, màu tím hai màu. Ghi liền nha, không nhớ. Tím với đen hai màu giùm em, giờ lấy mình chốt lên nha mấy chị ơi. 40 kg đến 60 kg vừa. 89.000 có màu tím, 89.000 màu đen hai màu. Rồi ai lấy mình chốt lên em nha, tím 89 và đen 89. 40 kg đến 60 kg vừa. Rồi mẫu em mặc có màu xanh và màu đỏ hai màu 125. 40 kg đến 60 kg mấy chị mặc vừa cái này nha. Lấy đen ở trang trang 89 à. Rồi đầm em mặc có xanh có đỏ hai màu, ai lấy mình chốt lên giúp em nha, 125.000. Màu xanh với màu đỏ hai màu giá 125. Ai lấy màu gì lên màu đó thì giùm em luôn. Tốt sáng nha mấy chị ơi. Đây nha, từ 40 kg đến 60 kg mình mặc vừa hết luôn giúp em mẫu này. Xanh đỏ hai màu, giá 125 siêu đẹp. Thơ phen xanh 125. Rồi thơ phen xanh 125 nè. Diệu bùi xanh 125. Đổi giùm chị cái chân váy đen form E có xỉ sâu. Biết thấy bụng hơn. Rồi đây. Rồi ok chị nè, cái chị bỏ cái này diệu bùi xanh luôn. Rồi còn đỏ 125 nha. À, lấy đỏ 125 chốt cho em là đỏ 125 đó chị ơi, còn cái màu đỏ nè. 40 kg đến 60 kg vừa. Rồi đỏ nha, lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ này mua Noel mặc chị sao? Đó với là đỏ 125 nha mấy chị ơi. Khăn mình hết luôn rồi đúng không? Em còn khăn lâu đen năng thôi chị, còn khăn gội thì hết. Khăn gội thì em hết nha, còn khăn lâu đen năng thôi, 29.000 ship 10 cái. Đen 155 còn cái đó mấy chị ơi. Ai đen 155 chốt rồi em nha. Đen 155 còn cái đó nè. Chốt đi. Chốt lại như là đen 155 nha. Ai lấy đen 155 mình chốt lên. Đen 155 về xém 155. 40 kg đến 60 kg vừa. Ai lấy mình chốt lên giúp em nha. Xém 155 về đen 155 mấy chị ơi. Xém 155 đen 155. Đó đen 155. Rồi áo này form này 40 kg đến tầm 40 kg tầm 52-53 kg men vừa với em nha. Áo này 40 đến tầm 52-53 kg vừa. Nói với em là áo nha mấy chị ơi. Cái này giá là 95.000. Áo 95 nha. 40 kg tầm 52-53 kg mặt vừa. Nói với em là áo 95.000 áo này. Toàn bộ của nó là bo nhúng hết luôn nè. Nó toàn bộ là bo nhúng hết luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn á. Toàn bộ là bo nhúng. Khăn tắm to là hết rồi nha, gì đỏ hồn hôn ơi, em hết rồi nha. Lên giúp em là đen nè. Đen này giá là 95.000, áo đen siêu đẹp luôn. Hàng này hàng Quảng Châu, chất xịn đẹp cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Xịn đẹp chuẩn hàng luôn giúp em nha. Hàng này hàng Quảng Châu, 95. Lên giúp em chị Lê Ngọc Anh Thuy áo nè, Mạnh Tú Xuyên áo. Rồi ok chị Mạnh Tú Xuyên có luôn. Rồi em hết áo nha mấy chị ơi, em hết áo rồi. View chốt lại view chuyện khổ ok thi nè. Rồi quần này em nha. Quần này nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương rồi mình mặc vừa. Tôi nhất yêu là quần. Quần đen 85.000 quần đen. À, em chưa biết nó chị đỏ hồng hôn ơi, khi nào có hàng lại thì em đăng hình nha. Rồi E72 đổ lại, không, E70 đổ lại thôi. E70 đổ lại vừa em cái quần này nha.
eo 70 đổ lại vừa, giá là 85.000, quần lưng siêu keo. Ai lấy quần chốt nãy em là quần nè. Quần này lưng siêu keo luôn mấy chị ơi, 85.000 nha, chốt nãy em là quần. Ai lấy quần mình chốt quần. Quần đen là 40kg đến tầm 50, 40kg đến tầm 53, 54, 52, 53kg dùm em nha. 40 tầm 52, 53kg mặc vừa quần này. Nói như là quần đen 85.000, quần đen có 2 túi 2 bên. Quần đẹp lắm mấy chị ơi, 2 túi 2 bên luôn nha. 52, 53kg đổ lại vừa. Rồi chân váy nhung. Chân váy nhung là 95 nha mấy chị ơi. Hàng này khác hàng một đợt trước nha. Nó có lớp quần bên trong giùm em nè. Hàng này giá là 95.000. Em có màu này là cho em màu màu nâu đậm size S nha. Nâu đậm size S nè. Nâu đậm size S. Rồi màu nâu bò nè, nâu bò. Em có size L. Có lớp quần bên trong luôn hàng này. Hàng này hàng khác hàng đợt trước giùm em nha. 95.000, em có màu nâu bò size L. Nâu bò size L, nâu đậm size S. Màu đen size M. Màu đen có size M, size L. 95.000 một chân váy nhung, ai lấy chốt lên với em nha. Hàng Quảng Châu xịn lắm luôn quý chị ơi. Hàng này xịn lắm luôn. Ủa, đây cũng nâu, nâu đậm luôn. Nâu đậm này em có size S và size L. Nâu bò là có size L. Và màu đen là chỉ có size M nha mấy chị ơi. Đen có size M thôi nha. Rồi đen có size M thôi. Siêu đẹp luôn, hàng này hàng Quảng Châu giùm em nè. Bán chung này nó có độ co giãn, em kéo căng em đo cái size M của mình nha. Cái này kéo căng ra mà đo là eo 74. M này kéo căng ra đo là eo 74 nha mấy chị ơi. Nó co giãn hết. Rồi eo 74 là mặt size M vừa nè. 74 đổ lại là mặt size M vừa. Nâu đậm size L chị Kim Tiến nè. Kim Tiến nè. Nâu đậm size L chị Kim Tiến. Lên em địa chỉ số thoại nha chị Kim Tiến ơi. Size S nâu đậm cho Thi. Size S nâu đậm cho Thi nè, có một cái một S à. Nâu đậm S cho Thi nè. Màu đen là eo 74 đổ lại vừa giúp em nha. Nó size M nhưng mà nó co giãn. Cho nên là mặc eo 74 đổ lại mặc đồ hết giùm em nha. Rồi. Từ eo 68 đến eo 74 mặc đồ hết luôn á. Eo 74 căng ra nó co giãn nè, thoải mái lắm luôn á chị ơi. Cái này phải tương đương với size L á. Rồi, ai lấy chốt lên giúp em nha. Đen eo 74 đổ lại mặc size M. Chị Kim Tiến cho em địa chỉ số thoại nha chị ơi. Ai lấy nó chốt lên với em nha. Rồi em còn nâu đậm xanh L, nâu bò xanh L, màu đen xanh M cho Lê Kiều nè. Đen xanh M cho Lê Kiều. Để rồi ok Kim Tiến nè. Ai lấy chốt lên với em nha. Mẫu mình em không được. Chia sẻ hai giùm em nha mấy chị ơi. Áo hút đi đồng giá là 85.000 nha. Rồi áo em mặc 40kg đến 60kg vừa. Áo mặc 40kg đến 60kg vừa mấy chị ơi. Áo này 99.000. Còn quần là 85.000 nha. Quần này tầm eo 72 đổ lại vừa, quần này là tương đương size M á. 53 54 cái đổ lại vừa.
Rồi lấy em là áo 99.000. Vải siêu đẹp 40kg đến 60kg vừa áo. Áo nè, ở trước cột nơ, hai cái nắp túi hai bên, tay là dạng tay phồng. Áo này là 99.000 giúp em nha. Quần là 85.000, áo là 99.000, ai lấy trước thôi nha mấy chị ơi. Áo từ 40kg đến 60kg vừa, vải siêu đẹp luôn giùm em, 99.000. Áo chị Trúc Trần 99. Áo chị Phượng Nguyễn 99.000. Chị Nhi nè. Rồi. Hả? Chạy qua cổng đi xong rồi gọi chị đem xuống nha. Chạy qua em, chạy qua rồi gọi chị cầm xuống. Rồi. Áo đeo mặt chị Phượng Nguyễn còn không ta? Có túi không? Quần có túi nha Tuyên Nguyễn ơi. Quần em mặc là tầm size M nha mấy chị ơi. Tầm size M 53, 54 cái độ lại vừa. Quần 85.000. Áo hết rồi đúng không? Áo là hết rồi nha. Rồi em quay mẫu áo khác nha. Quần là queen size nha chị Hoa Trần ơi. Màu trắng thôi nè, mẫu màu trắng lên chị. Chị Phượng Nguyễn có áo rồi nha chị ơi. Quần đang mặc cho Tim Nguyễn, quần đang mặc nè. Em M đúng rồi, em M nha em. Tuyên Nguyễn quần size M. Lo gì em áo nơ này nha, áo nơ này mặc cỡ vai cũng được nè. Nơ này mặc cỡ vai cũng được, mặc lên trên cũng được. Tuyên Nguyễn quần 18. Áo bio hết nha em Thi ơi. Rồi cho em áo nơ xanh. Áo nơ này em có màu xanh vải xuất sắc luôn giúp em nha mấy chị ơi. Áo nơ này có màu xanh nè, màu hồng nè, và màu trắng. Dạ ok thì kim tím nha chị ơi. Áo này 40kg. 40kg đến 57-58kg vừa luôn á, phom ngắn ngắn nha. Phía dưới là, phía trước là có lốt giùm em luôn. Rồi lên giúp em áo này nha mấy chị ơi. Áo này có màu xanh nè, màu hồng nè, và màu trắng luôn, ba màu. Xanh, hồng, trắng, ba màu. Lên em áo 89.000 kìm màu. 89.000 kìm màu chị ơi. Quần em mặc là dây kéo chứ không phải lung tung nha chị Hoa Tròn. Dây kéo chất xuất sắc luôn giúp em nè. Xuất sắc luôn mấy chị ơi. 40kg tầm 57-58kg vừa. À lấy màu gì chốt lên giùm em nha. Trắng, hồng, xanh, ba màu 89.000. Trắng, hồng, xanh, ba màu nha 89.000. Rồi lấy màu gì chốt lên. 40kg tầm 57-58kg mặc vừa. Rồi lo giùm em nha. Áo 89.000 kìm màu. Áo 89.000 kìm màu nhớ vậy nha. Rồi em quay mẫu. Đồng giá 85.000 nha mấy chị, muốn lấy màu gì mà chốt lên màu đó giùm em. Còn chết thì lo chết bên như chị đây. Cái này dùm em nha mấy chị ơi. Tay là dạng tay tay phòng.
Mẫu này 40kg đến tầm mẫu này nha, đó phía trước của nó nè, 40kg đến tầm 53-54kg mấy chị men vừa men, 40 tầm 53-54 cái vừa tiết này nha. Cái này em có màu luôn, giá 135.000. Màu màu mi chỗ đây nè. À, không nha Diệu Bùi ơi, lấy em là xếp 135 mình kìm màu vải xuất sắc luôn, mấy chị yên tâm chắc phải nha. Rồi em có màu màu nâu nè, màu em mặc là màu xanh đen, quần là quần lưng keo ống rộng nè, 53-54 ký đổ lại vừa. Em có màu nâu, màu xanh đen, áo hút đi màu kem cho coi lại, ok chị Nguyễn Lâm Phượng, nâu xanh đen và trắng thì em nhanh ba màu. Rồi 135.000, ai lấy màu gì chốt màu đó em luôn, 135 kìm màu. Rồi quần này có hai túi hai bên nha mấy chị ơi, 40kg tầm 53-54kg mình men vừa. Rồi lên nhé, em này trắng nha, trắng 135, em mặc là xanh 135 về màu nâu, 135.000 màu nâu, lưng keo lắm luôn, không có sợ hốc đáy đâu mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn giúp em nha. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó, nâu xanh đen về màu trắng nha, nâu xanh đen trắng có đi màu kem không ơi. Nâu xanh đen và màu trắng thì em nha mấy chị ơi. Có đi màu kem đây nha chị Nguyễn Lâm Phượng, 40kg đến 60kg vừa. Lấy cái màu kem nha, 85.000 màu kem. Nãy đứa nào giữ gì khó. Ủa hồi nãy cũng tắt. Cầm xuống đưa con vũ đi, chắc luồn ra cửa luôn. Có đi màu kem cho chị, kim tím màu kem. Màu kem này em đưa lên á. Rồi màu kem cho chị Nguyễn Lâm Phượng màu kem. Màu kem Nguyễn Lâm Phượng màu kem. À, chị uống thử em coi nha, chứ form thì nó y nhau mà. Form nó y nhau nha, nó khác cái màu thôi đó, chị uống cho. Form y nhau nha, chị khác màu thôi. Màu kem còn luôn mi. Đẹp lắm, vải xuất sắc luôn, hàng là chuẩn hàng giúp em nha. Chuẩn hàng luôn mấy chị ơi, đẹp xuất sắc. Tay là dạng tay phồng phồng như này, đeo cưng luôn, ai lấy thì chốt lại giúp em nha. Màu nâu nè, đẹp lắm lắm luôn. Màu nâu có đúng bộ à, xuất sắc. Cái này mặc lên chụp hình dễ thương lắm luôn. 135.000, vải này nhận hàng ưng ý liền luôn. Em bé 1B5 là quế rỉ luôn. Xuất sắc lắm mấy chị ơi, xuất sắc lắm lắm luôn. Rồi ai lấy nâu chốt nâu lên nha em Tiến Nguyễn ơi, nâu. Nâu trắng nợ màu xanh nha. Hai em. Có rồi mẹ, nãy chị chưa đi rồi. Nghe nè. Bây giờ họ hay để con nhắn địa chỉ cho nó ơi, nó máu lên lấy tiền nó đi rồi, chắc đi rồi á. Theo đi. Rồi đó con nhắn địa chỉ nó chạy về chỗ này thay. Dạ, dạ, dạ. Nâu 1B5 cho chị Thô Phan, nâu 1B5. Nâu 1B5 cho Thô Phan đi. Rồi em còn màu xanh với màu trắng nha. Còn xanh còn trắng gì nào lấy mình chốt lên với em nha mấy chị ơi. Màu xanh cho Tuyên Nguyễn màu xanh 1B5. Chị Nguyễn có học không? Lát nữa có đi học không? Bây giờ mấy mới học hả?
giờ quay lại đây ơi, chờ xíu ơi, rồi lén nuôi em đi thay chứ có biết chỗ thay không. Rồi nhắn địa chỉ bởi vì em không biết chỗ đó chứ. Bình nó không, cái bình đồ không được không. Quay lại đây ơi, lại đây. Tiên Nguyễn màu xanh chưa ngon không? Dạ, chưa em biết rồi. Rồi em còn màu xanh, màu trắng nha. Lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em luôn. Xanh trắng nha. Rồi, xanh. Rồi em que mẫu luôn nè. Còn xanh còn trắng 1B5. Ai lấy mình chốt lên giùm em. Em que mẫu nè. Đi xuống ở trên bàn đó thì khó lắm. Rồi que mẫu nha mấy chị ơi, chia sẻ ha lên giùm em nha. Đầm bi giùm em là đầm bi nha, đầm bi. Mẫu này 40kg đến tầm để coi form được. Đầm xanh mới mặc cho em xem lại với, mới vô cái đó là chiếc bộ nha chị ơi, chị Miu ơi. Lên. Chưa lại chiếc xanh đi nha. Làm bi 1B5 giúp em nha. Kéo chị đó. Quá đẹp ghê luôn. Phải có độ co giãn luôn mấy chị ơi. 40kg đến tầm mỏ này 40kg đến tầm 52-53kg mấy chị mang vừa. 40 tầm 52-53kg mang vừa. Vô rồi em. Lo với em là đầm bi nha mấy chị ơi, đầm bi nha, 135.000 đầm bi, 40kg tầm 52-53kg men vừa. Ái đầm bi chốt nãy giờ là đầm bi nha. Rồi mẫu này quần gồm quần với áo đây nha chị Milky Rolly ơi. 135 giùm em kẻ xét nha, 53-54kg độ loại vừa. Có màu xanh với màu trắng hai màu. Có xanh với trắng hai màu nha chị, lấy màu gì chốt lên giúp em, áo phía sau có dây kéo. Vải chuẩn đẹp lắm lắm luôn. Vải chuẩn đẹp lắm luôn nha. Rồi trắng với xanh hai màu, lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em. Rồi mẫu này em gồm một cái quần caro cho xin màu trắng, lấy màu trắng em chị. Và một áo ống đó chị ơi, 135.000 nguyên set nha. Mẫu này kẻ bộ luôn, gồm một áo ống màu trắng có mút ngực và một cái quần lưng siêu cao như thế này, 53-54kg độ lại vừa. 53-54kg độ lại vừa giúp em nha. Chốt mấy em là caro. Caro nha mấy chị ơi, caro 135.000 kẻ xếp luôn. Caro 135 kẻ xếp, ai lấy caro chốt mấy em là caro 135. Caro 135.000 caro giùm em nha. Quần lưng siêu cao 53-54kg độ lại vừa xếp caro. Ai lấy caro chốt mấy em là caro 135. Đầm mặt là vải này, vải gì ta? Ở dưới này nó vải nó dày dặn lắm luôn á Thi. Ở dưới là có độ co giãn luôn nha. Ở dưới là nó co giãn được luôn. Phần trên nè. Này mặt đẹp đẹp. Đây phần trên của nó này, đúc từ trên xuống dưới. Đẹp lắm luôn. Ở trên là dạng như là vôn lụa. Vôn lụa. Nói chung là vải đẹp, không biết vải tên gì hết. 135 nha Thi. Chốt lên giùm em nha. Rồi lấy chiếc caro chốt em là caro. Caro nha mấy chị nha. Caro. Đưa mẫu em ơi.
xanh cho chị Milky Rolly nè. Milky Rolly xếp xanh 135. Địa chỉ số điện thoại. Cho em địa chỉ với số điện thoại luôn nha chị ơi. Chị số điện thoại em nha, gọi quay mẫu nè. Thiết cơ trưởng nè mấy chị ơi, thiết cơ trưởng. Rồi ship cơ trưởng 135 ngọc ship giùm em nha. Ship địa chỉ Ly Ngọc Mai ok nè. Rồi đây giúp em nha mấy chị ơi, ship cơ trưởng có màu nâu. Đẹp quá. 53-54kg đổ lại vừa 135.000. Ship cơ trưởng này em có màu nâu. Màu nâu nè. Màu xanh. Màu nâu, màu xanh mấy chị ơi, ship cơ trưởng beo đẹp luôn, 53-54 ký đô lại vừa, vải xuất sắc nha. Rồi lên giúp em là ship cơ trưởng kìm màu xanh này ở ngoài tươi hơn trong like. Vô like nó bị sẫm màu rồi. Màu này là màu xanh minh đó mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn nha. Cơ trưởng màu xanh, màu nâu, màu đen. Cơ trưởng xanh, nâu, đen. Lên form đi hoặc rồi ok nè. Trăm bê 5.000 giùm em nha, chị nào lấy màu gì một chốt lên. Năm mươi bê 54 ký đổ lại đầy vừa nha, vải đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đen xanh nâu giùm em nha, bê màu. À, đo thử lưng nguồn. Quần ở trong dày quá. Đo thử lưng quần rồi gì đo nha. Xếp cơ trưởng giùm em nè. Đây, em đang mang là màu đen nha mấy chị ơi, màu đen. Màu đen là màu xanh nè. Đen xanh nâu be màu giùm em nha, beo đẹp luôn mấy chị ơi, ship cơ trưởng 53-54 ký đổ lại vừa, đông chị có luôn quần xúc sắc luôn. Rồi mặc lên á, nhìn nó hay hay đây nha, lên giúp em mấy chị ơi, có hai cuốn hai bên luôn, 53-54 ký đổ lại mặc ok vừa, đẹp quá, đẹp lắm lắm nha mấy chị nha, màu đen nè. Rồi lên em màu xanh, xanh đen với lại màu nâu nha, be màu xanh đen nâu bê màu 1B5. Chị lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nè. Yêu 70 đổ lại giúp em nha. Yêu 70 đổ lại vừa. Rồi ai lấy yêu 70 chốt em là yêu 70 đổ lại vừa nha. Cái gói đi mua. Rồi quần đây, đẹp lắm luôn, ai lấy chốt luôn giúp em nha. 135.000, lưng keo nè mấy chị ơi. Lưng keo giùm em luôn, hai túi hai bên. Màu đen, màu nâu với màu xanh, bê màu với 1B5. Ai lấy màu gì mình chốt lên màu đó giùm em nha. Rồi đen, nâu, xanh, bê màu 1B5 nha mấy chị ơi. Ai lấy màu gì chốt lên. Rồi lấy màu gì chốt lên giúp em nha. Đen, nâu và xanh luôn, bê màu. Ai lấy màu gì con mình màu đó là giùm em. Chị này không vừa không? Tiếp cơ trưởng nhận hàng là ưng liền luôn. Vải của nó đẹp lắm lắm luôn. Vải đẹp lắm các chị ơi. Rồi ai lấy màu gì chốt lên giúp em nha. Đen, nâu, xanh, bê màu. Đẹp xuất sắc. Dễ thương lắm luôn á. Chỗ này của em là hình thêu luôn nha. Hình thêu luôn các chị ơi, rất là đẹp luôn. Size này chắc tầm size M. Size này size M nha Tuyên Nguyễn, tầm size M. M nha. Chứ nếu như mà size S là em sẽ mặc vừa M, cái này quần em mặc rộng. M. 50kg mặc được nha Trần Hồng ơi. 50kg là men được đó chị. Lên em này sọc nè, 40kg đến 60kg vừa. Lên với em nằm sọc 125 mấy chị ơi.
Làm sọc 125, vải này vải len nha, 40kg đến 60kg vừa. Ai lấy sọc 125 chốt lên liền em lại sọc 125.000 đập sọc mấy chị ơi. Làm sọc 125 nha. Chốt lên em lại sọc 125, 40kg đến 60kg vừa. Đây là sọc 125. Sọc 125 nha. Rồi xếp 135 giùm em là màu xanh. Đó, yêu 74 là không vừa đâu chị, 50kg mà yêu 74 còn không vừa. Cái này yêu 70 đổ lại thôi nha. Lo giúp em lại xếp xanh này nè. Bị quá, 135.000. 53, 54kg đổ lại vừa, tương đương xanh mờ nha. Nó như nhau rồi em, chị thấy đâu phôm đâu khác gì đâu, chị uống thử nha. Chứ có một bộ mà mặc tới ba màu. Đây màu xanh nè. Mi à, tôi nó sau dưỡng chị cái quần này. Nè em coi nè, chị uống thử nha. Đó màu này màu xanh. Màu xanh nè, đẹp lắm luôn á. Màu xanh ở ngoài nó sẽ tươi hơn trong lai tí nha. Màu xanh nè, màu nâu luôn ta. Một mét 59, 54kg không vừa nha chị Linh Đan ơi. Ủa, một mét 59 hả? Mà 54kg không vừa chị. Màu này cũng đẹp. Rồi lấy màu gì chốt thôi giùm em nha. Tại vì màu đen nó có hai bộ nên mặc màu đen nó nhiều nè, cho nên mặc màu đen nè, chứ không là nãy mặc màu nâu, màu xanh rồi. Cứ em thấy mẫu này mà hai bộ này, hai ba bộ này em mặc màu đó. Rồi lên giùm em nha, màu nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi, chỗ em vải rất là đẹp luôn. Và cái chỗ này là logo nó là thêu luôn nha. Xanh nha, duyên duyên. Ok duyên duyên. Duyên duyên màu xanh nè. Rồi ai lấy màu gì chốt lên giúp em. Nâu, xanh, đen. Rồi em quay mẫu nha. Để cái gói đến chỗ em. Em còn rộng xíu nha, cái đó là size M chị Linh Đan ơi. Em này em thường mặc size S thôi. Cái đó size M là em mặc sẽ bị rộng, rộng eo xíu. Còn size S thì em mặc vừa, vừa em. Rồi lên em đầm nha chị ơi, mặc đi tuyệt thoải mái luôn. Đó như là đầm 145 đầm đen. Xuất sắc mấy chị ơi, mặc đi tuyệt là beo cân, beo sang chảnh luôn. Đó như là đen 145 đầm đen. Đẹp lắm lắm luôn nha, có mút ngực. Form này 40kg tầm 53, 54kg mấy chị men vừa. 55kg mà keo keo cũng vừa luôn nha. 55kg mà keo keo cũng vừa luôn. Cái form đầm nè, cưng chưa. Đối với là đầm đen 145.000 đầm đen. Đen 145 nha. 53, 54kg đổ lại mấy chị men vừa. 55kg mà keo 1m6 trở lên cũng vừa luôn nha. Rồi chốt đối với mà đầm đen 145.000 đầm đen mặc đi tuyệt. Siêu sang luôn. Mặc cái tuyệt là hơi bị sang luôn nha. Đi 145. Rồi lên em là đầm nâu nha mấy chị ơi. 40kg đến 55, 56kg mặt vừa. Lên với em là đầm nâu nha. Nâu là 135 đầm nâu. Đây là đầm nâu 135.000 đầm nâu. Nó sẽ có đính ngọc trai ở trước nè và có nút. 40kg tầm 55, 56kg vừa. Lấy em đầm nâu 135 đầm nâu. Nâu 135.000 đầm nâu nha. Lấy nâu chốt này em là nâu 135. Nâu 135 nha mấy chị ơi. Thử đen. À lấy nâu chốt nâu mà em nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp đẹp nè. Rồi vải siêu co giãn, nó siêu co giãn thoải mái em nha. 145.000 đồng đen mặc đi tuyệt đeo cân. Nói với mày đen 145 nha mấy chị ơi. Mẫu này nó sẽ có cuốn ngực cho mấy chị luôn. Mẫu này có cuốn ngực luôn giùm em nha. Chốt lên là đen 145.000 đồng đen. Chi bụng rồi luôn mấy chị ơi. Chốt lên đen 145 nha, con lắm. Giờ lấy đen 145 chốt lên giùm em nè. Em tiêm chất xanh lúc nãy lại lần nữa đi chị. Ok em tiêm Nguyễn xanh hồi nãy á, xanh tô trưởng á. Rồi đi chị. Rồi mẫu này giùm em nha mấy chị ơi. Đầm này 145 em có màu đỏ, màu đen với màu trắng, be màu. Xanh đây nha tiêm Nguyễn ơi, màu xanh nè. Xanh này màu ngò đẹp hơn trong like. Xanh này màu ngò đẹp hơn trong like nha. À lấy mình chốt rồi giúp em nè. Giờ review kìa. Rồi xanh đây nha, màu ngò nó sẽ tươi hơn trong like, đẹp hơn trong like á. Mi đồ nhị tay đồ lại nè, tiếng nhựa ồn quá. Review nhắn tin que. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha, màu xanh nha. Này, ồn quá nè, nón nhẹ tay lại đi, bị nhựa bớt ồn nè. Rồi, xếp mẫu nào nữa không mọi chị, rồi chờ em xíu nha. Ai lấy nằm đi 145 chốt lên giùm em. Xếp con cứ xếp còn mẫu nào nữa nha. Rồi đầm này em nha mấy chị ơi, có màu đen là màu đỏ, màu trắng, be màu 145.000. Đen đỏ trắng be màu. Đen đỏ này màu trắng nè. Rồi đầm này mặc đi tuyệt, be thoải mái luôn mấy chị ơi. 50B 54kg đổ lại vừa giùm em nha. 50B 54kg đổ lại vừa. Lấy như vậy là 145.000 kìm màu. Ai đầm 145 chốt đây mà đầm 145.000 kìm màu nha. Đầm 145. Chị kiếm chị cái mi. Mẫu này em có màu trắng, màu đen và màu đỏ. Trắng đen đỏ nha mấy chị ơi, be màu 40kg tầm 53-54kg mấy chị mang vừa. Rồi đầm này đen đỏ trắng be màu em nha, 40 tầm 53-54kg mặt vừa. Chị đã lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em luôn. Đây nha mấy chị nha, đó màu trắng nè. 53-54kg đổ lại mình mặc ok vừa. Màu trắng, màu đen và màu đỏ luôn be màu. Trắng đen đỏ be màu. Yêu bao nhiêu? Nhỏ xíu ở trên rồi nha. Cái này chắc tầm eo. Đen lệch vai mới mặc. Đen lệch vai mới mặc. Chị xem đâu có phải lệch vai đâu, tê thuốc dây đâu. Em đưa đưa thuốc dây liền. Đen 2 dây không chị? Cái này eo 70 đổ lại vừa giùm em nha. Eo 70 đổ lại vừa. Ai lấy chốt lên đầm kìm màu 145.000. Eo 70 đổ lại vừa nha mấy chị ơi. 145 đen trắng đỏ nha, be màu 145. Cái đầm này đẹp lắm luôn á. Mặc đi tuyệt và be đẹp luôn giùm em nha. Hôm nay khách thích đầm đi đâu hết rồi. Màu này dạng màu đỏ, nó là đỏ đậm á, không phải là đỏ tươi đâu mấy chị yên tâm nha. Đen đỏ trắng be màu 145.000, đẹp xuất sắc. Không nghe Trần Như Ngọc ơi, chắc tôi phải giảm cân quá không? Điên điên đây. Xuống mở cửa đi. Vừa khó. Vừa khó. Rồi cái này nha anh chị, Tô Sơ Ren Nguyễn ơi. Mẫu đen hồi nãy em mặc đây nha anh chị. Đen hồi nãy em mặc nè, 145.000. Có mút ngực luôn nha, nó chéo quay như thế này. Có mút ngực luôn, siêu đẹp. Ở phía sau là có dây kéo. Mẫu này em mặc nha, 145, ai lấy chốt lên. Rồi em quay mẫu luôn nè.
mẫu Đàm Tiểu Thư. Mẫu này 40kg đến tầm 53-54kg vùi em nha. Đầm maxi 2, đầm maxi nhận 2 cái đẹp xuất sắc đó em. Cảm ơn chị chia sẻ nhiều nha. Rồi, Đầm Tiểu Thư dùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này nha, giá là 125, 40kg tầm 53-54kg vừa. Chốt lại với em là Tiểu Thư 125, 40 tầm 53-54kg vừa nha. À đấy, Tiểu Thư, chốt lên Tiểu Thư 125.000 Đầm Tiểu Thư. Rồi lấy em là Đầm Tiểu Thư 125. Đầm Tiểu Thư 125 nha mấy chị ơi. À lấy Tiểu Thư, chốt lên em là Tiểu Thư nha, 125 Đầm Tiểu Thư. Đẹp lắm lắm luôn á. Tiểu Thư 125. Rồi xếp vết giùm em nha, 135. Cái này 40 đến tầm 52-53 cái mặt vừa. Vết này 40 đến tầm 52-53 cái vừa giùm em nha. Có màu kem nè, với màu đỏ hai màu. 52-53 ký đổ lại vừa. Kem với đỏ hai màu. Mẫu này đỏ đỏ đậm nha mấy chị ơi, không phải đỏ chối đâu. Rồi lên giùm em nha, 40kg tầm 52-53 ký vừa, giá 135. Có màu đỏ và màu kim hai màu. Chị đã lấy màu gì mình chốt lên màu đó nha. Đỏ với kim hai màu. Đỏ với kim hai màu giùm em nha. Dài không có chị à. Dài mấy đầu trước là rất là nhiều, đầu này không có nhiều dài. Rồi ai lấy mình chốt lên giúp em nha. Đầu này dài quần đùi là nhiều. 1B5 màu đỏ, 1B5 màu kem. Đầm mặt là 40 đến tầm 53-54 thôi em. Nguyễn Linh ơi, eo 70 đổ lại vừa. Eo 70 đổ lại vừa. Mông thì thoải mái, mông thoải mái. Ngực tầm ngực 95 đổ lại. Eo là eo 70 nha. Eo 70 đổ lại vừa. Xích xanh này có gì nhiêu đó nha. Rồi em qua mẫu nha. Rồi em lên chiếc yếm nha các chị ơi. Xong rồi. Rồi xếp yếm cho mình là 135.000 nguyên xếp, rồi một áo trắng bên trong. Một áo trắng bên trong và một cái yếm bên ngoài. Một áo trắng bên trong và một yếm bên ngoài như thế này giùm em luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. 53-54kg đổ lại vừa, lấy em để yếm 135 kèm màu. Em có màu áo trắng đi với lại yếm đen và áo trắng đi với lại yếm nâu nha. Hai màu, 135 kèm màu nha mấy chị ơi. 135 kèm màu giùm em. Rồi áo trắng đi với lại yếm đen và cái này là áo trắng đi với lại yếm nâu giúp em nha. Rồi lấy màu gì mình chốt lên. Rồi đây ai lấy màu gì chốt lên giùm em. Rồi áo trắng đi với lại yếm nâu và áo đen đi với áo trắng đi với lại yếm đen nha mấy chị. À lấy chốt lên là 135.000 kèm màu. Bộ vest dài nãy có màu xanh thôi hả em? Có màu xanh, màu nâu và màu đen luôn á chị. Hết xanh rồi nha, còn nâu còn đen à. Len cổ keo hết rồi nha, nhọn thôi. À lấy yếm chốt lên em là yếm kìm màu nha, 135. Yếm nâu, yếm đen hai màu 135, hàng chuẩn đẹp lắm luôn. Chuẩn đẹp rất là rẻ em chị ơi. 135.000 nguyên bộ nha. Cho xin keo vàng phía sau. Keo này đó hả? Cái này đâu phải keo vàng đâu. Đầm keo này là 145.000 giùm em nha, maxi dáng dài luôn nè. 40kg đến 60kg vừa, lấy như là Kero 145, Kero 145 nha. Mẫu này hình như còn Kero là hết luôn không? Vâng, đầm tím mấy chị. À rồi rồi, Kero đó 165 nha chị Bắc Hẻo ơi. Keo này là 165 nha chị, có muốn ngực luôn, hai dây có điều chỉnh keo thấp, tầm 53-54kg đổ lại vừa. Lên em là Keo 165, Keo
Cây rô này là 165.000 dùm em nha. Lấy cây rô 165 chốt lên. Đẹp lắm đấy chị ơi. Có mút ngực nè, điều chỉnh keo thấp luôn. 165 nha, lấy cây rô 165 chốt lên cây rô. 165.000 cây rô. Rồi đầm em mặc lại từ 40kg đến 60kg vừa. Ở sau nó sẽ có bo chung cho mình nè, đó. Sau có bo chung đó với chị mặc thoải mái, không sợ chật rộng gì hết nha. Và có hai túi hai bên dáng dài luôn. Nhớ mê mê. Kero 145.000 Kero. Đó, nó dài như này luôn nha mấy chị ơi. À lấy Kero 145 mình chốt thôi giúp em nha. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn á. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn. À lấy Kero chốt em là Kero nha. 145.000 đồng Kero. Làm Kero 145 nha mấy chị ơi. Như này nãy có màu à. Màu đen nữa. Làm lem nha mấy chị ơi. Mẫu này em có màu vàng với màu đen hai màu. Có vàng có đen hai màu nha. Lem mẫu này giá là 135.000. Đối với là đầm lem 1B5 kìm màu. Rồi 40kg đến 60kg vừa mấy chị ơi. Chốt lên lem 1B5 kìm màu. Lên 1B5 chốt với em nha. 40kg đến 60kg vừa. Đây là đầm lên 135.000 kìm màu nha. Đầm lên 1B5 kìm màu. Rồi cái này bầu bì bông chen thoải mái nha mấy chị ơi. Bầu to giùm em cũng được luôn giúp em nha. Tại vì cái vải của nó rất là co giãn. Đó như là đầm 1B5 màu đen, 1B5 đen, 1B5 vàng. Vải co giãn lắm lắm luôn nha, siêu đẹp nè. Đây là đầm 135.000 kìm màu mấy chị. Rồi đen 1B5 và vàng 1B5 giúp em nha. À lấy màu gì chốt lên nha mấy chị ơi. À lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nè. 1B5. Mỏ này chưa lên đâu. Đi 1B5 với chị Vân Anh. Chị Vân Anh đi 1B5 rồi em còn màu vàng nha. Em lo xếp này đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Cái này em có tới mấy màu lận, ba màu, 56-57 cái đô loại vừa nè. Em 1B5 Vân Anh nè. Mẫu em bao nhiêu? Lên xếp giùm em nha mấy chị ơi. Xếp 145 kìm màu. Xếp 145.000 kìm màu em nha. Tay là cài nút lại nè. Xếp này em có tới mấy màu. Rồi áo nha. Áo như thế này. Tay dài. Rồi cài tới be cái nút giùm em nè. Cài tới be nút nha mấy chị ơi. Mẫu này em có màu hồng. 55-56 kg lại vừa em nha. Kẻ xếp là 145. Rồi quần của nó này đi với áo như thế này. Ở quần này ở sau là có bon thun ở phía sau. 145 giùm em nha, có hồng có trắng nè. Quần là như nhau, khác màu áo thôi. 145.000 một set. Đây nha mấy chị ơi, áo màu hồng, áo màu trắng, quần thì như nhau nha. Áo hồng nè, áo trắng nè. Ủa, cái màu nâu nữa không mi. Hồi trưa cái nhà nghỉ đó chưa? Nhớ không, hồi trưa cái đóng nhà nghỉ này là em xếp chưa?
Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, xếp 145 kiềm màu nâu trắng hồng, B màu 40kg đến 55-56kg vừa. Nâu trắng hồng B màu nha, 40kg tầm 55-56kg mấy chị em vừa. Ai lấy màu gì chốt lên giùm em là 145.000 kiềm màu. 145.000 kể xếp luôn nha, lấy chốt lên xếp 145 kiềm màu. Màu em mà là màu hồng nè, đi với quần. Rồi màu nâu nha, rồi màu trắng nữa. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em luôn. 145.000 kiềm màu nha mấy chị ơi. 145.000 kiềm màu, 145.000 kiềm màu em nha. Hồng trắng nâu, hồng trắng nâu be màu. Hai màu kia lên luôn. Rồi quần kaki này em có size S, size M và size L luôn, B size. Mẫu này em có màu đen, màu tím và màu nâu B màu. Đen tím nâu B màu S, M, L, B size. Kaki 85.000 một quần, quần ố. Quần ố kaki nha mấy chị ơi, 85.000 một quần. S, M, L, B size, màu tím nè, màu đen và màu nâu B màu. 85.000 quần lưng treo. Ai lấy màu gì chốt em là quần kìm màu kìm size. Lấy chốt em là quần kiềm màu kiềm size nha mấy chị ơi. Rồi màu nâu, màu tím và màu đen nha. Nâu, tím, đen, B màu. Size S, size M và size L luôn. B size, S, M, L luôn nha. B size, chị lấy màu gì chốt lên em. Ngố kaki nha, 85.000 một quần. Ngố kaki nha mấy chị ơi, 85.000 một quần. Gì đó em, quần đó là của áo này luôn á. Rồi ai lấy màu gì chốt màu lên giúp em nha. S, M, L, B size. Nâu đen tím B màu. Thử nâu đi em hả. Nâu đen tím B màu. Chị Phượng Nguyễn nâu size L. Rồi là nâu chỉ còn M với S thôi nha. Rồi S, M, L, B size. Ai lấy màu gì chốt lên. Mỗi màu có 1 ri à. Chị nào thích màu gì mà lấy size đó liền luôn. S, M, L, B size nha. Đen nè, đen nè, nâu nè, tím nè, be màu lưng keo em nha. Mỗi màu có 1 ri thôi, có nghĩa là mỗi size, mỗi màu có một cái thôi. Chị nào lấy một chốt lên. Xé màu nâu chị Kiều Kiều. Ít nâu chị Kiều Kiều. Chị cầm rồi. Đau quá chung quá. Còn mấy cái size mờ đây chị. Nâu size M thì thẻo của Phạm. Nâu size M thẻo Phạm nào là hết nâu. Review miên, có phải review không? Kiều kiều. Có cái đụng dây đụng gì không? Đồ nè, chỗ đồ có đụng dây. Tắt máy đi. Tắt đi rồi mở lại. Bấm cho tắt tắt đi. Rồi chị đang lấy quần màu về chốt rồi em nha. Quần này em mặc không vừa đâu Nguyễn Linh ơi. Rồi chị Phượng Nguyễn dồn đơn, ghi dồn đơn là Phượng Nguyễn. Thứ bảy chủ nhật là em nghỉ nha, là thứ hai mới like lại nha mấy chị ơi. Thứ hai mới like lại nha. Bảy nhật em nghỉ. Chiều nay là em đi hàng nha. Khách nên nha cho em đi hàng. Rồi ai lấy chốt nữa em nè. Còn màu tím và màu đen hai màu. Màu nâu hết nha. Còn tím và đen hai màu. S, M, L, B size 85.000. Ai lấy mình chốt nữa giúp em nha. Hết nâu. Hết nâu, nâu. Rồi em viết chị đó. Em thấy buổi trước khánh hè đặt cái size dặn cái size M á mà không có đúng không? Nói vậy ơi, biết đợt này em về lại một ít nè. Bên em chỉ ship hàng đi thôi nha chị Linh Đan ơi. Hiện tại chỉ online thôi à. Bị gãy móc rồi. Cái này vận chuyển bị gãy móc rồi. Đi. Chiều chiều quá. Đúng rồi, hết cũ. Đi tay giùm chị đi. Cái này vận chuyển bị gãy móc hết trơn. Rồi em còn dồn thêm lao về Phụ Nguyễn. Viết 1B5 nè, chị nào lấy chốt lên giúp em. 135.000 khóc viết nha mấy chị ơi. Đợt trước là ở nhà trước là ghi mua được chị. Đợt này em chuyển nhà rồi cho nên là hiện tại chị bán online thôi. Chưa ghi được. Em viết là 1B5.
55 nha mấy chị ơi. Em còn size M 40-55 kg vừa, 40-55-56 kg vừa. Lấy như là vít trắng 1B5, hàng này hàng 2 lớp. Trời ơi xuất sắc nha, 40-55-56 kg vừa em nè. Lấy như là vít trắng 135.000. Khánh Hè có lấy không ta? Khi nào inbox quần kín đỡ ghé nha, không ghé được bực mình đó. Rồi khi nào mấy chị mà ghé là khi nào mà ghé được thì em thông báo nha. Rồi lôi giúp em nào màu trắng 135.000, vít trắng 40 ký tầm 55-56 kg vừa. Ai lấy vít trắng mình chốt lôi giúp em là vít trắng nha. Áo hồng em mặc chị xem lại, ok chị. Chị nào lấy áo vest trắng thì chốt với em nha, 135.000. Áo hồng hồi nãy là em có màu nâu với màu trắng nữa chị. Bỏ cốt vô lại, bỏ vô lại em coi được nó vô. Vừa 40-55-56 kg vừa dùm em nha. Nút cài, nút cài be nút ở cái tay, cài be nút ở cái tay dùm em nha. Có màu nâu, màu trắng nữa. Kẻ xếp là 145. Ai lấy mình chốt thôi giúp em nha. Kẻ xếp 145. Cái này bán nguyên xếp nha mấy chị ơi, 145.000 nguyên xếp dùm em nha. Áo có màu hồng, màu trắng, màu nâu. Áo có hồng, trắng, nâu. 55-56 kg đồ lại vừa. Ai lấy chốt thôi giúp em áo nha, áo nha. Mình móc thì cũng rẻ luôn à, tiếc đúng không? Cái kia cũng vậy luôn đúng không? Có điều mỹ nữa. Rồi ai lấy áo chốt áo rồi giúp em nha mấy chị ơi. Xuất sắc, vải đẹp lắm luôn. Liên 155 nè, lấy liên chốt liên em luôn. Rồi nhắc nghỉ luôn, nghỉ luôn nha mấy chị ơi. Nghỉ nhé, bye bye mấy chị nha. Thứ hai em like lại. Em hút đi, hút đi sát vô. Dùng, bây giờ dùng cái hàng này ra kia cho nó keo lên. Rồi đã chấp những cái hàng này vô cái này. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi, bye bye.